HTBC Gaming và 59% cho VSIN The Duck. Cũng tương đối bất ngờ khi mà nhìn vào cái cục diện bảng xếp hạng ở vào thời điểm này thì Gaming là đội tuyển đang đứng trên so với VSIN The Duck. Nhưng nếu như chúng ta nhìn lại vào đấu trường danh vọng Serie B ở thời điểm mà nó được diễn ra thì ở vòng bảng đội tuyển có được chiến thắng là VSIN The Duck chứ không phải là Gaming. Nhưng trong trận chung kết tổng của Serie B thì Gaming họ đã đòi nợ thành công với chiến thắng 3-1 trước VSIN The Duck, và có thể coi là trong những màn đối đầu trong quá khứ thì hai đội tuyển này đang hòa nhau với tỷ số là 1-1. Tỷ lệ bình chọn này có lẽ không quá bất ngờ khi mà cả hai đội tuyển này tôi nghĩ rằng là cân kèo và khán giả cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng là với những gì mà họ thể hiện tại đấu trường danh vọng Serie B thì đó là một trong những trận đấu mà tôi nghĩ là hai đội tuyển này hoàn toàn có những khả năng có thể gọi là tương đồng với nhau. Mặc dù ở Serie B thì người chơi đường giữa của BVIGB Gaming hồi đó có No Fear, nhưng khi mà bắt đầu vào giai đoạn của mùa đông 2019 thì No Fear đã được chuyển lên vị trí huấn luyện viên. Nhưng rõ ràng là Martin anh ta vẫn thể hiện cho mình những cái tố chất vô cùng là thuyết phục, và cái việc mà anh ta thay thế cho No Fear ở vị trí đường giữa đang tỏ ra khá yên tâm. IGP Gaming họ sẽ có cho mình sự lựa chọn đầu tiên, đó là Timmy. Trong khi đó thì In The Dark họ cũng có thể lấy đi cho mình một cặp xạ thủ trợ thủ được, nhưng họ đã cấm đi hai quân bài, đó chính là Sephira và Badum, hai quân bài trợ thủ. IGP Gaming cũng không lựa chọn ngay vào HT, thì đây có thể là một trong những sự lựa chọn mà In The Dark có thể hướng tới. Hoàn toàn để con dao hai lưỡi. Có vẻ như IGP Gaming đang khá tự tin khi họ không lấy HT trước mà lấy đi cho mình đó là Timmy. Ngày hôm qua trong trận đấu giữa Team Flash và cũng là HTVC IGP Gaming thì tôi nhớ rằng có một ván đấu mà bên phía Team Flash họ cũng được hở ra HT nhưng họ cũng không lấy, mà thay vào đó thì lại lựa chọn cho mình đó là Timmy. Và đương nhiên là bên phía đối diện sẽ có HT, nhưng ở đây thì VSIN The Dark họ lại chọn cho mình một phương án khác, đó là sự xuất hiện của Elsu cùng với Dasi. Dasi này sẽ nằm trong tay của Quang Hải, và cho đến hiện tại thì Quang Hải có duy nhất một ván đấu anh ta lựa chọn cho mình quân bài Dasi, và đó là trận đấu mà anh ta có được chiến thắng trước Overclockers cùng với In The Dark. Như vậy tỷ lệ thắng của Dasi trong tay Quang Hải vẫn đang là 100%. Chúng ta vẫn biết về Quang Hải với ấn tượng khi anh ta sử dụng cho mình quân bài Nakroth cùng với đó là Enzo, nhưng trên thực tế nếu như nhìn lại những trận đấu mà Quang Hải đã chơi với Nakroth và Enzo, thực ra anh ta chơi ổn. Tuy vậy thì cái tỷ lệ chiến thắng nó lại không đi kèm với những sự xuất hiện của những vị tướng tủ của Quang Hải. Có thể kể đến Nakroth anh ta lựa chọn trong hai ván đấu thì tỷ lệ chiến thắng của Quang Hải cùng với những người đồng đội của mình chỉ là 50% mà thôi. Có một ván anh ta có chiến thắng, và đấu còn lại thì anh ta phải nhận thất bại trước ZD Esports. Trong khi đó thì với quân bài Enzo thì tỷ lệ đó thậm chí còn thấp hơn, khi trong 3 lần lựa chọn của mình, Quang Hải chỉ có được một lần có được chiến thắng cùng với quân bài Enzo của mình mà thôi. Và đó là ván 4 của trận đấu với Swing Phantom. Còn lại thì đó là những lần mà Quang Hải sử dụng Enzo cũng ổn. Dù vậy, đội tuyển của anh ta không có được chiến thắng. Quay trở lại cùng với phần ban pick thì đó là sự xuất hiện của Violet và Richter. Như đã phân tích thì Richter là vị tướng có tỷ lệ chiến thắng là 100% trong tay của KA. Thậm chí ngày hôm qua khi mà IGP Gaming đối đầu với đội tuyển mạnh nhất ở thời điểm hiện tại là Team Flash thì Richter của KA cũng giúp cho IGP có được ván thắng duy nhất trước Team Flash. Và KA hiện tại thì cũng đang là một trong những người chơi Richter có thể nói là hàng đầu tại thời điểm này, khi anh ta vẫn đang giữ được cho mình một tỷ lệ thắng 100% với vị tướng này. Ở trên fanpage cao thủ Liên Quân thì anh ta cũng đã chia sẻ cái bí quyết để có thể chơi được quân bài Richter này với hệ thống phù hiệu anh ta đã sử dụng cho mình, đó là cái ma chú. Và sau đó là một cái cố thủ cũng như là dư ảnh để giúp cho các vị tướng lướt có thêm lượng sát thương. Tiếp theo anh ta sẽ sử dụng cho mình khá nhiều những ngọc công vật lý xuyên giáp và tốc đánh. Và bộ những cái bức trang bị mà anh ta lên sẽ có trong mình đó là cả một cái giày Hermes nữa, và sau đó là trang bị theo kiểu lối chơi là semi tank với những đồ kháng phép kiểu dạng như huân chương choi hay áo choàng thần ra, phức hợp kiếm và sau đó là thương xuyên phá. Đây là một trang bị tôi nghĩ rằng là ổn với một vị tướng như Richter, vừa đảm bảo được chống chịu, vừa đảm bảo được về mặt tấn công, cũng như là phép phù hiệu cái nhạy bén giúp cho anh ta có khả năng gank tốt hơn. Chính cộng xác với cái giày Hermes nữa thì đảm bảo được lượng tốc chạy dành cho Richter trong những tình huống mà anh ta muốn tham gia hỗ trợ khu vực đường giữa, hay thậm chí là những tình huống giao tranh trong dòng hàng đầu thì anh ta có thể tổ chức những cú giao tranh cũng như bắt lẻ và sát thương chủ lực của đối phương. Quay trở lại với giai đoạn cấm chọn thì bên phía của IGP Gaming họ cũng cấm đi vào đó là Omen, và In The Dark thì cũng ngay lập tức là cấm đi Nakroth, có vẻ như đang hướng tới Sun. Nakroth là lượt cấm của VC In The Dark trong phase cấm thứ 2, và cùng với đó thì họ dành ra một lượt cấm cho khu vực đường giữa của Lạc Lạc, đó chính là Kali. Lạc Lạc cho thấy rằng anh ta đây là một giải mà những vị tướng đường giữa yêu thích của Lạc Lạc thường là những vị tướng pháp sư theo kiểu cổ điển như kiểu là Kali hoặc là Illumia, vẫn mà được Lạc Lạc mang ra sử dụng khá nhiều. Riêng với trường hợp Illumia thì gần như là chỉ có Lạc Lạc là người sử dụng vị tướng này trong các trận đấu của mùa giải lần này mà thôi. Trước đó thì bên phía của VC In The Dark thì họ đã lựa chọn thêm vị tướng nữa,
nữa, đó chính là Omar dành cho Taka ở vị trí trợ thủ. Rõ ràng là sự trở lại của Omar ở phiên bản này đang là cực kỳ mạnh mẽ, và anh ta từ chỗ bị lãng quên giờ đây đã xuất hiện một cách tương đối nhiều với khả năng làm choáng, khả năng hồi máu từ chiêu cuối bão búa của mình. Nó cũng giúp cho Omar có khả năng càn quét trong giao tranh và cũng là một dàn chắn khá ổn, gây ra sự khó chịu cho đối phương trong những tình huống giao tranh tổng. Đổi ngược lại thì bên phía của IG Gaming họ đã cấm đi Superman trong tay của Goro. Nhưng đây là ván đấu mà bên phía của In The Dark thì họ đã có cho mình vị tướng có sải tay dài và gây sát thương lên công trình, đó chính là Elsu ở trước đó rồi. Và lựa chọn tiếp theo cho vị tướng khả năng đẩy lẻ của In The Dark đó là Kilgrot. Quay trở lại sự lựa chọn đến từ quân bài Omar, đây là một quân bài đồng ý là đã có nhiều sự điều chỉnh để có thể được quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng ở phiên bản này có chăng vị tướng này được quay lại bởi lẽ là giai đoạn đầu trận đấu những tình huống mà muốn dướn và cũng như là bắt đối phương một cách triệt để, cũng như là quấy rối và hàng bùa và tấn công và dừng của đối phương, thì khi mà Omar kết hợp với cái phù hiệu cả lợi và hại thì sẽ đạt được cấp độ 2 và giúp cho những cú dướn đó nó có hiệu quả. Đó là lý do mà Omar đem lại sử dụng nhiều, nó sẽ gây được ảnh hưởng khá nhiều giai đoạn đầu trận đấu. Nhưng đến giai đoạn về sau thì cái lượng khống chế nên Omar không phải là có quá nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về mặt giao tranh tổng với đội tuyển này, nhưng với việc họ có cho mình một Darcy với cái ma trận thứ nguyên thì tôi nghĩ rằng là vấn đề giao tranh tổng, mở giao tranh nó sẽ được đảm bảo, bởi đó là cái chiêu cuối đến từ Quang Hải có thể giải quyết được mọi vấn đề. Và có thể là với việc là họ cũng có luôn cho mình quân bài Kilgrot mà tôi nghĩ rằng sẽ mang cho mình phép bổ trợ là Trừng Trị, thì nhiều khả năng là bên phía VCN The Dark họ sẽ tạo ra tiếng cướp rừng ngay ở giai đoạn đầu trận với sức mạnh của Elsu, cũng là một trong vị tướng khả năng có lực bắn cực mạnh ở trong level đầu tiên của mình, thì đó sẽ là một pha tấn công thẳng vào khu vực bùa của bên phía VAC, bên phía IGP Gaming. Còn như dự đoán thì Lạc Lạc lại mang ra cho mình quân bài tủ khu vực đường giữa, đó chính là Illumia, và Broker sẽ là lựa chọn đi rừng của Sun ở trong ván đấu này. Đối ngược lại thì bên phía VAC The Dark hiện tại thì họ vẫn đang thiếu đi cho mình một vị trí đi đường đơn. Không, đó là một vị trí đi đường giữa hoặc là một đường đơn, bởi lẽ với những gì mà tôi đang nhìn thấy thì lượng sát thương phép đã được đầy đủ bởi sự xuất hiện của Darcy rồi. Như vậy đó sẽ là sự đảm bảo cho khả năng khống chế của bên phía VCN The Dark khi họ mang ra quân bài đó là Alistair, một vị tướng khả năng khắc chế khá tốt vào những vị tướng có tốc độ đảo canh như là Richter hoặc là Roker chẳng hạn. Bên phía của IGP Gaming thì Lạc Lạc vẫn đang lựa chọn cho mình một quân bài có khả năng kiểm soát tốt, đó lại quân bài Illumia. Nhưng trong đội hình của IGP Gaming thì chúng ta thể thấy rõ cái nhược điểm trong những trận đấu gần đây đến từ Lạc Lạc. Anh ta là một người chơi có kỹ năng tốt nhưng chỉ dừng lại ở mức là có kỹ năng, còn những pha giao tranh mà cần sự đột biến ở người chơi đường giữa thì tại thời điểm này Lạc Lạc chưa có. Và có lẽ là Lạc Lạc đang chơi phụ thuộc khá nhiều người đồng đội của mình, với cách mà anh ta chơi Elsu ở ngày thi đấu ngày hôm qua cũng không quá tốt. Và trong đội hình của HTVC IGP Gaming thì Lạc Lạc luôn là người chơi mà tôi nghĩ rằng là có đóng góp nó cũng không phải là quá nhiều. Khi mà trong phiên bản này thì có vẻ như Daim, Sun và KA đang là những người chơi có khả năng gánh team tốt hơn. Nhưng với cái chiến thuật mà bên phía của HTVC IGP Gaming đề ra thì tôi nghĩ rằng là những trận tướng đó cũng không cho phép Lạc Lạc có nhiều cơ hội để anh ta có thể gánh team được. Nhưng cái phong độ trong thời gian thi đấu gần đây đến từ Lạc Lạc có vẻ như nó vẫn chưa được ổn định cho lắm. Và có lẽ là KA sẽ vẫn là một trong những mắt xích rất quan trọng mà bên phía của Inzak họ cần phải để tâm, vì căn bản anh ta đã cầm cho mình vị tướng mà chưa thấy thua một trận nào cả. Chính xác là đang bất bại với vị tướng Richter này. Và nói về tỷ lệ thắng thì điều đó đang ủng hộ khá nhiều cho KA. Và trong ván thi đấu đầu tiên này thì bên phía của IGP Gaming cũng có cho mình rất nhiều những quân bài mạnh, nhưng họ lại không có cho mình một vị tướng để có thể khắc chế vào được cái chiêu cuối đến từ Darcy. Thì đội hình của bên phía IGP Gaming đang rất nhiều hiệu ứng, đó là cả khống chế cứng đến từ Alistair nữa, thì khả năng bay nhảy và tấn công cũng như là dồn ép đối phương, rình dập bắt lẻ nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều khi mà KA cũng như là Roker trong tay của Sun muốn có những tình huống để có thể dứt điểm vào đối phương. Tôi hoàn toàn đồng ý, và ngày hôm nay thì sẽ có một tỷ lệ thắng 100% nó bị thay đổi đi, bởi lẽ Darcy trong tay của Quang Hải cũng đang có tỷ lệ thắng là 100%, dù rằng anh ta mới chỉ chơi con bài này có một trận thôi. Còn Richter của KA thì đó vẫn đang là một sự tuyệt đối. Liệu rằng ai sẽ là người có được chiến thắng trong ván đấu này thì chúng ta sẽ chờ xem. Bây giờ thì chưa nhìn thấy Taka sử dụng cho mình cái phù hiệu đó là cả lợi và hại khi mà anh ta xuất phát với level 1 mà thôi. Anh ta đang có mặt đây cùng với Goro và lấy tầm nhìn cho những người đồng đội của mình là chủ yếu. Trong khi đó, Alistair trong tay của Martin đang di chuyển khu vực đường dưới, và anh ta sẽ phải đối đầu với một vị tướng có sải tay rất khó chịu, đó chính là Violet với sự hỗ trợ của cả Chobit ở đây nữa. Rất khó chịu, và rõ ràng là Martin đang bị gây một sức ép khá lớn với việc anh ta cầm cho mình Alistair mà lại đi đường rồng đối đầu một vị tướng có sải tay dài và đã xuyên thấu có tầm bắn khá xa như Violet, thì cơ sở để anh ta có thể trao đổi lại chiêu thức với cả Violet là không nhiều.
nên đây sẽ là một thế tôi nghĩ rằng là hơi lạ tại thời điểm này khi mà đẩy cho Taka cho người chơi đứng giữa Martin. Đó chính là Martin phải chơi cùng với Alistair ở khu vực đường rồng, nó sẽ hơi khó cho anh ta. Tại vì rõ ràng là anh ta sẽ phải nhường ít nhất là một tên lính đầu tiên dành cho Goro khu vực đường giữa. Còn tôi nghĩ rằng về đoạn về sau có lẽ sẽ phải có đổi lại, nếu không thì thực sự là Martin sẽ rất khó chơi. Trong khi đó khu vực đường trên thì những tình huống trao đổi chiêu thức đầu tiên cũng cho thấy rằng Blaze đang tỏ ra là có lãi so với KA. Ok, thì đang ở trong một cái thế thủ khi có sự xuất hiện của cả Dashi trong tay của Quang Hải ở đó nữa. Ở đây cho biết anh ta đang dẫn lên khá cao, Taka anh ta lướt về Sun cũng đang di chuyển và có lẽ sẽ có một tình huống ăn rơi quỷ hoặc là tạo áp lực ngược lại về phía trụ một khu vực đường trên của In The Dark đến từ các thành viên của IGP đang chờ đợi con rơi quỷ nó xuất hiện. Đây là cú cầu bóng chính xác đến từ Goro. Đã có quả cầu thả ra bởi Illumia, con rơi nó kéo ra khỏi hang, đang tranh chấp con rơi đến từ In The Dark và IGP. Rất khó chịu và bây giờ là bốn thành viên của In The Dark bỏ qua con rơi để hướng thẳng ra khu vực đường giữa và ít nhiều sẽ là tấn công vào khu vực hang rồng. Đây bắt đầu kéo rộng ra. Cho Bit nằm xuống rồi, cho Bit yếu máu và anh ta bị lấy đi cái mạng đầu tiên của mình trong trận đấu này khi mà Quang Hải là người có được mạng đó, và đây sẽ là cơ hội để cho con rồng đầu tiên này nó thuộc về VIC In The Dark. Trong khi đó ở khu vực đường trên thì có vẻ như Blaze anh ta đang bị lùa bởi hai thành viên bên phía IG Gaming, nhưng anh ta có thể thoát đi được khi mà lượng sát thương mà KA có ở thời điểm đầu game nó là chưa nhiều. Con rồng này dành cho bên phía của In The Dark, rõ ràng về hướng di chuyển thì con rồng nó là một điều đơn giản dành cho bên phía họ, bởi lẽ Chobit đã phải nằm xuống ở đường giữa khu vực trước đó rồi. Ở Daim có một tình huống mà anh ta có vẻ như đang chơi khá thuận lợi ở khu vực đường dưới, bởi người đi đường với anh ta là Alistair nên anh ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Chưa thấy tình huống đổi đường trở lại giữa hai người chơi này và có còn lẽ trụ đến từ cây cây tấn công một người của Blaze. Blaze yếu máu, Blaze chưa sẽ phải nằm trong tuyến này không, anh ta thoát đi được với cú lướt của mình. Trong khi đó thì cây bị trụ bắn và anh ta cũng đã phải có một tình huống về thành dưỡng sức như săn tiến đến và anh ta rất kiên quyết để lao vào Blaze. Anh ta sẽ có mạng của Blaze trong tình huống này. Blaze. Vậy là 1-1 về mạng hạ gục, không còn chiêu cuối nữa dành cho Blaze, anh ta cũng vẫn sẽ phải nằm xuống vì không còn sức dướn. Nhưng Taka xoay báo búa và câu giờ cho Quang Hải cũng như Goro đến để có thể báo thù được những săn nhanh chóng thuật lui ở tình huống trước đó. Nhưng quay trở lại vào giây tranh này, Martin anh ta đang bị dí khá nhiều. Đã có chiêu cuối đến từ Alistair và Chobit bật kịp cho mình cái pháp trận thần kỳ, anh ta có thể hồi sinh. Như vậy là Alistair cũng đã phòng thủ trụ thành công. Cây ấy rõ ràng là anh ta khả năng tính đam khá tốt, anh ta còn tính cho mình cả công thủ toàn diện để có thể tránh bị sát thương từ trụ. Nhưng rất may mắn là Blaze vẫn kịp thời hồi phục lượng máu để anh ta có thể có quay thêm khoảng thời gian nữa trước khi bị săn hạ gục. Khu vực đường dưới thì có lẽ là Martin đang gặp rất nhiều khó khăn và lạc lạc chung cho mình chiêu cuối. Anh ta ngay lập tức không bị ảnh hưởng với cái chiêu cuối đến từ Quang Hải. Lạc lạc vừa mất cho mình đó là cái thanh tẩy, nhưng IGP Gaming thì cũng vừa lấy được cho mình thêm một con bùa đỏ trong khu vực này. Họ giữ được thành công con bùa đỏ. Taka cũng như là Goro có vẻ như đang gặp những khó khăn ít nhiều, và bây giờ là Goro đã phải di chuyển xuống khu vực đường rồng rồi, bởi lẽ Alistair không thể chơi được với Daim nếu như anh ta tiếp tục phải giữ đường khi đối đầu với cả bộ đôi Violet cũng như là Timmy. Bây giờ thì Elsu đang di chuyển xuống khu vực đường rồng. Ở đây thì Blaze tiếp tục bị quay thêm một lần nữa và những người hỏi thăm anh ta lại là Sun và cả KA. Blaze sẽ phải chơi dưới đường, dưới băng trụ rồi. Giai đoạn này ở khu vực đường dưới đã có tình huống băng trụ, Martin là người yếu máu, anh ta đã sử dụng cho mình cái tốc biến và phòng thủ thành công dành cho các thành viên của bên IGP ở trong tình huống này. Vừa là một cú đặt chúng đưa hai thành viên đến từ Quang Hải nhưng không có sát thương dồn thêm, và cuối cùng thì sau khoảng thời gian khá dài tập trung khu vực đường trên để hỗ trợ KA thì cuối cùng thì hai thành viên bên phía của IGP Gaming cũng lấy được cái mạng của Blaze và lấy luôn được cái trụ một khu vực đường trên nữa. Trong khi đó thì tình huống tấn công của bên phía In The Dark ở trụ một khu vực đường dưới của họ lại không thành công, với khả năng phòng thủ ổn vừa rồi đến từ bộ đôi đó là Chobit và Daim tiếp tục sẽ là một pha gây sức ép đến từ ba người của bên phía In The Dark. Họ chỉ có một con lính ở đây và cũng đã buộc phải quay lại. Trước đó thì bên phía In The Dark họ đã ăn cho mình con tường thứ hai của trận đấu này. Martin quay trở lại khu vực giữa, đây là khu vực mà anh ta có thể chơi được tại thời điểm này. Anh ta mất khoảng độ đến 2 phút giữa đầu trận đấu để đi đường lại với Daim, và rõ ràng anh ta bị lỗ khá nhiều khi cái trụ ở khu vực dưới chỉ còn nửa máu mà thôi. Blaze đang lợi dụng khả năng hồi phục của mình để lao lại trả sát thương, nhưng cây sát thương là quá nhiều. Cây khá khỏe nhưng anh ta cũng đủ tỉnh khi nhìn thấy số lượng người của In The Dark đang có mặt ở hang bùa đỏ là đông đủ hơn. Và lúc này thì lượng tiền đang được HTVC Gaming họ có sự giãn cách dần dần, chuẩn bị là có sự chênh lệch khoảng gần 1.000 tiền đến từ HTVC Gaming so với VC In The Dark. Dù cho đến thời điểm hiện tại thì những con rồng đều đã được ăn bởi In The Dark, nhưng cái trụ một khu vực đường trên nó lại thuộc về IGP Gaming. Chobit, đang là khá ổn. Taka đến làm choáng vào người của Chobit, tiếp tục làm choáng người của Chobit, nhưng Goro anh ta lại không băng lên để dồn sát thương.
Và như vậy là không có được điểm hạ gục dành cho bên phía của Inter Dark trong tiếng vừa rồi. Cho biết yếu máu phải lùi về, Daim có vẻ sẽ gặp ít nhiều khó khăn bởi đây còn là cả Quang Hải nữa thần trận đến để hỗ trợ. Daim có lẽ sẽ không giữ được, anh ta có vẻ như đã giữ bởi cái chương cuối, chưa có chương cuối. KA thì anh ta bị giữ lại trong tiếng này, anh ta tốc biến lên tấn công người Quang Hải. KA vẫn đang còn sống và hai thành viên của bên phía Inter Dark đã yếu máu rồi. Săn là người đã lấy được mạng của cả hai thành viên đó, đó là pha đổi mạng có lời dành cho bên phía của IGP. Tình huống vùng lên đến từ bên phía của IGP Gaming và người có để mà gục đó chính là Sun, anh ta có cho mình thêm được cả cái triple kill nữa. Triple kill. Ở bên phía của IGP Gaming với việc đội hình đối phương có rất nhiều hiệu ứng nên họ đã phải mất cho mình đó là họ đã phải sử dụng mình phép hỗ trợ là thanh tẩy cho thành của Lạc Lạc. Và Chobit đang hướng tới cho mình đó là cái giáp tay hải thần để giúp giảm hiệu ứng khống chế cho đồng đội của mình. Sun, Sun quá lực rồi, anh ta đang có KDA mơ ước đó là 500 với lượng tiền cũng là khủng nhất trên bản đồ ở vào thời điểm này. 4100 tiền đã lên xong đồ đi rừng và có một cái giày kháng hiệu ứng còn cái thương xuyên phá chuẩn bị được lên đến Sun mới đang có đến Walker. 5 điểm hạ gục. Sun đang có đến 5 điểm hạ gục và 4400 tiền. Rõ ràng đây là một con số cực kỳ ấn tượng và đó là cả 5 điểm hạ gục trong tay của người chơi đi rừng. Có vẻ như sức lớn của Roker đang thực sự rất mãnh liệt và PlayS đang tương đối khó khăn trong khả năng phòng thủ của mình. Cây anh ta dính vào cái hắc ám, anh ta bị trụ bắn, anh ta dính luôn chiều cuối Alistair, đó là tình huống bật lên kịp thời của phát trận cực kỳ của Chobits và lùi lại thành công. Trong khi đó thì Daim anh ta lấy được mạng của Taka trong tình huống nhưng mà Daim đã có cây em sao đây. Ở đây thì cây anh ta solo kill thua trước Blaze đang bắn vào người của Blaze. Blaze có thể thoát về hay không? Thì không thể thoát về được rồi khi mà có sự xuất hiện của cả Sun nữa với sức bắn là cực kỳ mạnh. Đã có tốc biến được tạo ra từ Daim và ba thành viên của IGP họ đang lùi nhưng Daim đã không thể chạy được với cú bắn viễn trình kích chính xác của Goro. Sun vừa có cho mình huyền thoại, ta có được 6 điểm hạ gục và có lẽ là bên phía của Inter Dark đang cần phải cản ngay sức sát thương đến từ Sun thời điểm hiện tại. Khi 7 điểm hạ gục mà anh ta tham gia đến 6 điểm hạ gục và 1 điểm hỗ trợ nhưng Lạc Lạc tiếp tục nằm tuyến này không. Chưa. Vẫn còn phải lướt về được một lát nhưng cuối cùng thì Lạc Lạc cũng đã lên bảng đếm số rồi. Đây sẽ là tình huống công trụ ở khu vực đường giữa của Inter Dark. Số lượng người của họ đang là đông hơn, họ có được một con xe. Ở đây thì có bão búa được xoay bởi Taka làm choáng được KA, làm choáng được Sun. Ở phía sau thì Goro anh ta nhắm cho mình viễn trình kích nhưng cuối cùng lại không có một cú bắn nào được tạo ra cả. Và Inter Dark họ sẽ phải chờ thêm một tên lính nữa để tấn công vào đây. Daim lên phòng thủ, còn IGP, còn Chobits ở đây nữa nhưng Chobits không còn quá nhiều máu và liên tục đặt vách ngăn để không thể khép góc. Taka băng vào, chưa lấy được mình cái trụ khu vực đường giữa. Chobits liên tục bị cấu máu bởi khả năng cấu rỉa từ xa đến từ Yasu. Quay lại khu vực đường trên, PlayS bây giờ đã bắt đầu hơn về mặt cấp độ so với cả KA rồi. Anh ta băng thẳng vào trụ để chơi lại KA nhưng mục tiêu của anh ta tôi nghĩ rằng là để lùa KA về và giảm tải áp lực mà thôi. Còn có lẽ là để giao tranh lại với Richter khi còn cho mình công thủ toàn diện, tôi nghĩ rằng không có quá nhiều cơ sở. Sun bắt đầu có tình huống băng vào và anh ta bắn rất đau vào người của Taka. Taka anh ta xoay bão búa nhưng anh ta yếu máu quá, anh ta bị hạ gục bởi Sun. Sun trở thành huyền thoại với mạng vừa rồi. Goro đặt cho mình cái ưng chạm và quyết định của anh ta cũng sẽ là phải lui mà thôi. Trong khi đó thì đã có những pha lộn bắn của Daim mà nó cũng tạo ra một lượng sát thương tương đối lớn lên các thành viên của bên phía Inter Dark. Daim tiếp tục di chuyển vào khu vực bùa xanh của đối thủ và sẽ cố gắng để cướp lấy nó. Ở đây có cả Quang Hải và Goro cũng giữ lại con bùa và nó đã thuộc về Daim. Sau một tình huống giao tranh khá dài hơi thì có vẻ như lối chơi hai đội tuyển đã bắt đầu trở lại lối chơi kiểm soát. Nhưng ở khu vực đường trên, Sun có vẻ như đang không cố quyết tâm để hạ gục với PlayS. Bởi lẽ PlayS tại thời điểm này anh ta có 5.000 tiền, đang là người chơi nhiều tiền nhất trên bản đồ ở bên phía đội hình của VC Inter Dark. Anh ta ít tiền hơn so với Dashi trong tay của Quang Hải, ít hơn một chút. Ít hơn khoảng độ 700 vàng. Nhưng khả năng hồi phục đến từ PlayS tại thời điểm này có thể chấp nhận được. Anh ta cũng có rất nhiều những trang bị để chống chịu sát thương rồi, đó là cái giáp thống khổ và sau đó là một cái giày hộ vệ nữa, đảm bảo tốc đánh của mình với một cái kiếm pháp Nier. Và nhưng chừng đó tôi nghĩ rằng là vẫn khó để giao tranh vì các thành viên còn lại bên phía Inter Dark cũng không quá mạnh. Ngoại trừ đó là Quang Hải với việc anh ta có khả năng farm tốt, anh ta vẫn đang giữ vị trí tốt và có cho mình một cây đê là 3-1-1, rền rứ và nhấp nhả khá lâu ở khu vực đường giữa. Và ngay lập tức là đã hết lính, IGP không thể có một cú ép thêm vào được nữa. Daim sẽ là sát thương chủ lực của bên phía HTVC IGP trên. Ở trong tiếp theo còn ở đây có tình huống solo kill, bây giờ Sun hơn 2 cấp độ cho Play. Play quay lại, ta quạt người Sun, Sun bật cho mình chiều của anh ta sẽ lấy được mạng Play trong tình huống này. Thần trận cũng được bật, Sun quyết định băng trụ nhưng anh ta sẽ lùi khi trụ bắn là tương đối rát. Trong khi đó ở khu vực đường giữa này cũng có tình huống băng trụ cây, anh ta băng vào giữa hai trụ của đối thủ, anh ta vẫn có thể thoát ra được. Còn cái trụ một khu đường giữa thì nó không thể chạy đi đâu được nữa. Chobits kẹt lại ở đây, anh ta có chiêu cuối, anh ta sử dụng cho mình cái tốc biến để có thể lui về được. Như vậy đây là pha giao tranh thành công của IGP Gaming, không mất một ai cả. Bị nhốt bởi ngục tù vĩnh hằng, KA vẫn có thể thoát ra được vì không có sát thương nhồi thêm. Chobits kịp thời thoát ra một lượng máu ít ỏi, họ thành công tình huống ép trụ đó và khiến cho Inter Dark mất đi cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa. Chobits còn không mất chiêu cuối cơ. Anh ta mất mình cái tốc biến, có lẽ là khả năng chống chịu tốt khiến anh ta không mất đi cho mình cái pháp trận thần kỳ. Khu vực đường trên, PlayS có lẽ là vẫn chỉ cố gắng là đẩy lính mà thôi. Hiện tại thì anh ta không di chuyển quá nhiều khu vực đường khác ngoài khu vực đường trên để giải tỏa lính. Taka đang có được tầm nhìn và
Lạc Lạc biết điều đó. Bây giờ là một thế trận tôi nghĩ rằng là Hòa Hoãn và IGP Gaming đang muốn ép đánh nhiều hơn, bởi sự giao tranh đến từ IGP đang là mạnh hơn. Họ có Sun, Sun hình như chưa phải nằm xuống một điểm hàng ngũ nào cả. Đồng ý, đặc biệt đó là Sun. Tôi cũng đang định nói về việc là Sun hiện tại đang là nhân tố gánh team của bên phía IGP Gaming. Và bây giờ thì con Tà Thần Senja này nó sẽ đang được tranh chấp bởi hai đội tuyển. Lúc này thì In The Dark họ mặc dù đang là đội bị ép đánh nhưng họ cũng sẽ không thể ở trong một thế thủ hoàn toàn được. Họ buộc phải có được tầm nhìn ở khu vực hang Senja. Trong khi đó thì Play bây giờ đang chọn cho mình mục tiêu yếu hơn so với Sun, đó chính là KA. Có vẻ như là những tình huống tấn công của Q-Code vào người của Richter đang tỏ ra là hiệu quả hơn so với những pha quạt trả vào người của Sun. Trong khi đó Sun đang ăn cho mình con Tà Thần Senja và có sự hỗ trợ của cả đây. Liệu rằng sẽ có pha giao tranh hay không đây? Layers đã bắt đầu phải đẩy lính cao khu vực đường dưới sau khi KA vừa có một đợt đẩy lính ở khu vực đường dưới. Và có lẽ Layers được giao nhiệm vụ là kèm KA nhiều hơn, bởi lẽ KA đang tỏ ra rất khó chịu tình huống mà anh ta liên tục đảo đường để có thể đẩy lính lên. Điều đó khiến cho Layers không thể tham gia giao tranh với đồng đội của mình mà phải đi đẩy lính để cản được thế lính được đẩy lên rất cao đến từ KA. Taka đã bị kẹt lại, anh ta lui về được. Và sau khi hoàn thành được con Tà Thần Seja thì IGP Gaming vẫn tiếp tục là sẽ trở về nhà chờ cho Chobit hồi một lượng máu, sau đó sẽ hướng tới những mục tiêu lớn kiểu dạng như con rồng này trong tay của Sun, và sau đó họ sẽ tiếp tục một thế lính đẩy, một lối chơi tương đối an toàn đến từ bên phía của IGP Gaming. An toàn, cẩn thận và hợp lý đến từ IGP. Họ vẫn đang giãn cách lượng tiền một cách từ từ so với đối thủ. Sau khi các cầu thủ sinh ra vừa rồi được ăn thì giờ đây lượng tiền nó đang rơi vào khoảng là 4.000 tiền nhiều hơn dành cho bên phía của HTVC IGP Gaming, và trước đó thì nó chỉ rơi vào khoảng 2.000 tiền mà thôi. Với lượng tiền ngày một giãn cách như thế này thì sớm muộn lượng đồ mà bên phía của IGP Gaming có được so với đối thủ cũng như là lượng kinh nghiệm nó cũng sẽ là vượt trội hơn nhiều. Trong khi đó thì Quang Hải vừa đặt ra cho mình chiêu cuối là giữ lấy KA. Anh ta lấy được bảng KA trong tình huống này rất bất ngờ. Đi đêm làm có ngày gặp ma, và cuối cùng thì KA cũng đã phải trả giá. Nhưng đổi ngược lại thì IGP Gaming lấy được quá nhiều thứ khu vực đường dưới. Cái thần trận tiếp tục được bật lên đến từ Lạc Lạc và Daim vẫn đang có góc để bắn. Taka hơi yếu trong tình huống đó, Chobit thì anh ta khá hổ báo. Anh ta lướt thẳng vào phía trước và tạo ra dàn chắn tốt để cho Daim có thể xả sát thương. Lạc bị loại ra khỏi tình huống giao chiến này. Trong khi đó thì Quang Hải anh ta một lần nữa lại có được một mạng ở gục. Đó là mạng mà Illumia của Lạc Lạc phải nằm xuống. Chobit đánh giám thần lực nhưng cũng đã phải lùi lại. Đường trên, bên phía Blaze IGP có được là cái trụ bậc thềm khu vực đường dưới rồi. Blaze đang đẩy lẻ ở đường trên, nhưng có lẽ đây là cuộc chiến phá nhà và người có lợi thế hơn có vẻ như sẽ là IGP Gaming hay chăng đây. Vẫn đang là Taka xoay bão búa nhưng lính họ thì đã hết. Còn họ lính nữa. Họ không còn lính nữa. KA vừa mới ra và Blaze dừng lại ở mức lấy được một trụ khu vực đường trên. KA hồi sinh kịp thời, điều đó khiến nó sức đẩy nên Blaze không còn nữa. Rõ ràng trong cuộc đua đẩy nhà như thế thì Blaze về không về nhà là hoàn toàn cơ sở, bởi lẽ là IGP đã hết thế lính. Và lúc đó còn 3 thành viên rất có thể phòng thủ được, nhưng Playz quay ra để bóc đầu vào người của IGP Gaming. Ủa, anh ta đã quạt khá mạnh ở Chobit, anh ta còn cho mình nhớ là cái chiêu cuối đấy, nhưng Play anh ta rất hổ báo vẫn tiếp tục băng vào, nhưng có lẽ sẽ phải lùi trong tình huống này. Goro yếu máu rất nhiều, Goro bị loại khỏi giao tranh, bị giữ lại đó là KA có thể lui về được. Sun đang đứng ở giữa đội hình đối thủ và Sun đang bắn. Play cũng đang băng lên, Chobit sử dụng giáo móc TV, Chobit bật cho mình chiêu cuối, Chobit sống lại và thoát về với khoảng 1.000 máu thôi. Không có Chobit thì có lẽ đó sẽ là mồ chôn của bên phía các thành viên đội tuyển IGP Gaming. Khi tại thời điểm này thì có lẽ Quang Hải đã là người chơi xuất sắc nhất về phía NGC In The Dark, bởi anh ta giữ vị trí khá tốt và anh ta có những tình huống sắt đao đúng người. Những sát thương chủ lực của bên phía IGP Gaming kiểu dạng như Violet hay đó là cả KA nữa thì người hạ gục được những người như thế chính là Quang Hải. Quang Hải có lẽ anh ta đang thể hiện cho mình rất nhiều những tố chất trận đấu này khi có những tình huống đặt vòng khá chuẩn xác. Và có lẽ là tại thời điểm này hai bên đã đủ sức để giao tranh với nhau rồi, nhưng cần một pha giao tranh đẹp, cần một tình huống mở giao tranh đẹp, và đó là tình huống mà Quang Hải phải mở giao tranh thật tốt. Đã có tình huống tốc biến ngược trở lại của Martin và Quang Hải anh ta đang được bắn ở phía sau. Goro cũng vậy, và đây là tình huống mà có góc để cho các tuyển thủ bên phía dưới đất họ được chơi, nhưng người đã phải nằm xuống đầu tiên đó là người đưa mặt ra đỡ đòn chính là Taka, người có được mạng đó là KA. Họ phải câu giờ thôi, họ phải câu giờ cho Playz tiếp tục đẩy. Và khi mà IGP anh họ bắt đầu tiến vào con Tà Thần Senja thì đó là lúc mà Playz tiếp tục khả năng đẩy lẻ khó chịu của mình. Họ sẽ hy sinh ít nhất là một con Tà Thần Senja để cho Playz có thể làm được một nhiệm vụ cao cả hơn, đó là gây áp lực cũng như kéo dài thêm thời gian dành cho bên phía của In The Dark. Nhưng hãy nhớ rằng trước đó con Tà Thần Senja đầu tiên nó đã lấy đi một đường của bên phía In The Dark rồi. Sun anh ta băng lên sử dụng cho mình càng chiến càng hăng. Quang Hải đã bị a gục bởi Daim rồi, và bây giờ sẽ là một thế thiếu người dành cho bên phía của In The Dark. Bên phía IGP thì họ lựa chọn cho mình đó là ăn thêm một dòng bạo chúa để đảm bảo khả năng giao tranh tốt hơn. Và toàn mạnh hơn, đây là con dòng bạo chúa chứ không phải là con dòng đệ. Đây là con dòng bạo chúa và đó là cả con tà thần dành cho bên phía của IGP Gaming nữa. Những nỗ lực mà Blaze vừa làm được, anh ta đẩy lẻ được có vẻ như đang hơi khó khăn bởi Quang Hải đã phải nằm xuống. Và khi Quang Hải nằm xuống thì lượng sát thương dồi dào nhất bên phía của In The Dark là không có. Họ sẽ khó để giao tranh cũng như phòng thủ được tại pha giao tranh này. Con dòng tiên phong còn khá nhiều máu.
và sức bắn của Đài Yên bây giờ nó là quá ghê rồi. Anh ta đã full đồ với lượng tiền bỗng chốc trở nên nhiều nhất trên bản đồ, nhiều hơn cả săn. Anh ta lên cho mình đủ các loại đồ có khả năng gây ra sát thương lớn, và mặc khi anh ta chỉ một cú bắn nhẹ nhẹ thôi cũng đã bị loại khỏi giao tranh, với một nửa cây đã được dọn đi. Con rồng này nó cũng đã được xử lý bởi các thành viên bên phía của In The Dark, và Quang Hải thì anh ta cũng đã kịp hồi sinh rồi, vẫn đang phòng thủ thành công cái trụ bậc thềm khu vực đường giữa, nhưng nó cũng chỉ còn một chút máu nữa và đó sẽ là những cú lộn đến từ Daim. Đèn pha đứng lên quá cao của Taka, đứng lên quá cao của Martin nữa, cả đôi bị tự hủy. Có chiêu cuối được đặt ra bởi Quang Hải nhưng không lấy được mạng của bất kỳ ai, khi một lần nữa thì Lumia đã sử dụng cho mình cái khó rồi, khó rồi, 5-3. Chắc chắn là sẽ có què ở đây, nhưng vấn đề là què đi cả trận đấu hay què đi một đường siêu cấp thì đó là điều mà chúng ta cần phải chờ đợi. Có thể sẽ mất thêm một đường siêu cấp nữa dành cho bên phía của In The Dark, và PlayS tiếp tục là quyên sinh. Anh ta phải ép đánh nhưng sức hồi phục của anh ta không ăn thua. Trong khi đó thì ở đây đã có tình huống đổi mạng của Sun và Quang Hải, như vậy là đủ. Goro anh ta ra một cú bắn của Daim khiến cho Goro gần như là phải bay hơi ngay lập tức, và sẽ có bàn 1-0 dành cho bên phía của HTVC ICP Gaming trong trận đấu đầu tiên này. Rõ ràng là quá khó để phòng thủ ICP Gaming. Nên nhớ rằng là bên tại thời điểm đó thì bên phía ICP Gaming còn bùa lợi, đó là cái dòng bạo chúa, còn sức bắn khủng khiếp đến từ Daim nữa, và quan trọng hơn cả là còn 5 thành viên. Trong khi đó thì hai thành viên của In The Dark đã phải nằm xuống ở tình huống mà họ phòng thủ ở đường siêu cấp khu vực đường giữa trước đó rồi. Thì đó là một tình huống mà PlayS buộc phải lao lên. Anh ta phải lao lên để dọn lính, anh ta phải lao lên để câu kéo thời gian và sức hồi phục của PlayS đội tuyển. Và tiếp theo sẽ là cả quân bài Alexer được cấm lại đến từ In The Dark. Ở ván đấu trước đó thì Martin anh ta cũng có màn trình diễn với quân bài Alexer này. Nhưng nói để mà nói nó không hiệu quả thì cũng không đúng. Nhưng có chăng là giá trị của Alexer chỉ dừng lại ở mức là anh ta có thể có những tình huống đặt cho mình cái vách ngăn hắc ám để khép góc giúp cho đồng đội của mình ép trụ, và những tình huống để nhốt lại vào các thành viên bên phía IGP Gaming, nhưng chiến thuật khắc chế đó nó không quá hiệu quả. Giai đoạn cuối trận đấu thì sát thương đã dồn lên đôi vai của Quang Hải quá nhiều, và sức giao tranh đến từ In The Dark lúc đó cũng không quá dồi dào về mặt sát thương. IGP Gaming cấm đi tiếp tục là Enzo, và qua đó thì lại một lần nữa thì Hayate cũng là một sự lựa chọn đang được hở ra dành cho bên phía cả hai đội tuyển. Rõ ràng là một trận đấu tôi nghĩ rằng là tương đối cởi mở, và tiếp tục là có hở Hayate. Liệu sẽ có đội tuyển nào đớp thính trong tình huống này? Có thể là Nakroth cho Quang Hải. Tôi nghĩ Quang là Hải sẽ có một vị tướng có khả năng bay nhảy và lướt đi ở trong đội hình. Sẵn sàng có thể là sẽ có đánh đổi. Nếu như In The Dark lấy Nakroth thì IGP hoàn toàn có thể lấy Hayate và ngược lại. Và ngược lại. Sun cũng chơi được cả Nakroth tốt và Hayate, thì đây là một sự lựa chọn tôi nghĩ rằng là tốt cho cả hai bên. Bởi lẽ Daim và Goro tôi nghĩ là họ sẽ có màn trình diễn tốt với quân bài Hayate này, và In The Dark họ đã quyết định là sẽ lấy đó là Hayate. Có lẽ bên phía của HTVC Gaming họ sẽ lấy luôn Nakroth dành cho Sun, và cũng là một cách gián tiếp để cấm vào vị tướng Nakroth ở trong tay của Quang Hải. Với việc là bên phía của In The Dark họ sử dụng cho mình cái lượt cấm nhắm đến là Alistair, thì tôi có một ý tưởng trong đầu, đó là Quang Hải sẽ chơi Nakroth ở ván đấu này. Với khả năng bay nhảy và khả năng lướt của Nakroth trong tay của Quang Hải vẫn là một cái gì đó mà bên phía của IGP Gaming họ cần phải ngán ngại. Họ cũng rất sợ Enzo của Quang Hải, dù rằng cả Nakroth và Enzo như những gì chúng ta đã thống kê và phân tích thì đều không phải những vị tướng có tỷ lệ thắng 100% của Quang Hải. Dù vậy thì những màn trình diễn đối với các vị tướng này ở trong tay của Quang Hải có lẽ đang là mắc binh gần như là số 1 ở thời điểm hiện tại tại đấu trường danh vọng rồi. Thậm chí những người đi rừng hàng đầu như là ADC hay như là Khiên thì cũng không phải là những người có màn trình diễn là tốt nhất với vị tướng là Enzo. Như vậy là sẽ không có Nakroth ở trong lượt lựa chọn đầu tiên dành cho IGP Gaming, mà đó sẽ là Lindis dành cho Sun, và thêm vào đó là cả Bandum nữa ở vị trí lựa chọn thứ hai dành cho Chobis. Bây giờ thì có lẽ là In The Dark họ sẽ chọn cho mình là Nakroth. Nakroth hoàn toàn có khả năng xảy ra. Có những quân bài sát thủ nó sẽ khá là tuyệt vời với việc In The Dark cấm đi những quân bài kiểu ra như Alexter. Khả năng khống chế cứng thì chúng ta thể điểm qua một số những vị tướng mà Quang Hải có thể chơi được. Zeal, Zephyr, Nakroth, những vị tướng đòi hỏi sự cơ động cao, đòi hỏi kỹ năng cao và khả năng ám sát tốt. Chưa kể vào đó là cả Quillen nữa. Mặc dù không có cho mình được Enzo, nhưng rõ ràng Quang Hải đang có một bể tướng tôi nghĩ rằng là đủ để anh ta có thể sử dụng được. Nhưng có lẽ là họ đang có khá nhiều những toan tính. Nếu như In The Dark không lấy đi vị trí đi rừng cho Quang Hải ít nhất ở giai đoạn cấm chọn thứ nhất này, thì tôi e sợ rằng đến giai đoạn cấm chọn thứ hai, IGP Gaming sẽ chủ động là cắt đầu của Quang Hải khi sẽ cắt vào những vị tướng sát thủ.
họ sẽ cấm thẳng vào những vị tướng sát thủ và khiến cho Quang Hải tỏ ra khó chơi hơn. Nhưng In The Dark tiếp tục sẽ không lấy đi cho mình vị tướng đi rừng dành cho Quang Hải, mà đó sẽ là Sephira và Tulen. Tôi nghĩ rằng đây là hai sự lựa chọn hợp lý. Với Tulen thì có phần hơi ái ngại, nhưng với Sephira thì đây là trợ thủ tôi nghĩ rằng là ngang cơ được với cả Chobit với quân bài Badum. Hoàn toàn đồng ý với Weepooper. Có lẽ nếu như không chọn cho mình Nakroth, và nếu như Nakroth bị cấm ở trong phase cấm thứ hai này, thì In The Dark họ sẽ hướng đến vị tướng khu vực đứng trên như là Florentino chẳng hạn. Không, đã bị cấm luôn Florentino. Không biết là lượt cấm tiếp theo nó sẽ nhắm đến là vị tướng nào. Nhưng tôi đang nghĩ về việc là In The Dark, nếu như họ đã lựa chọn cấm vào Leicester thì đương nhiên họ phải có cho mình vị tướng có khả năng lướt đi rồi. Nếu không thì đó sẽ là một lượt cấm là tương đối phí phạm dành cho bên phía của VAC In The Dark. Tôi nghĩ rằng là cũng không hoàn toàn phí phạm đâu, tại vì nếu như chúng ta để ý rõ vào đội hình của ba vị tướng bên phía In The Dark thì cả Hayate lẫn đặc biệt là Tulen là một vị tướng rất cần phải áp sát vào trong giao tranh để tích được cho mình nội tại. Khả năng gọi là giao tranh tầm gần để gây sát thương diện rộng đến từ Tulen là phải có. Nên nếu như bên phía IGP Gaming có cho mình một vị tướng có khả năng tạo ra được một khống chế cứng thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới người gây được sát thương chủ lực bên phía của In The Dark, đó là Martin. Nên việc cấm vào Alexer tôi nghĩ rằng là không quá thừa đến bên phía của In The Dark. Có thể. Bây giờ thì bên phía của In The Dark họ đang hướng đến những lượt cấm vào xạ thủ, khi mà bên phía IGP Gaming thực ra họ cũng đã có cho mình một xạ thủ đi rừng rồi. Và In The Dark không muốn có thêm xạ thủ đi lừng đơn có sải tay dài nữa. Họ có hai lượt cấm vào những xạ thủ quen thuộc của chúng ta. Đó chính là Van Hên, cùng với đó là Theonas. Ở trong ván đấu đầu tiên thì IGP Gaming đã có Violet trong tay của Daim rồi. Và lượng xạ thủ hiện tại có thể chơi tốt ở meta này khi Phoenix cũng đã bị cấm đi có lẽ là không nhiều nữa. Nhưng tôi nghĩ IGP hoàn toàn có thể sử dụng một xạ thủ trong ván đấu này. Và họ sẽ chọn những vị tướng đi đường cánh có khả năng cứng cáp. Yena là một lựa chọn như vậy. Và nhìn góc này thì Yena trông khá giống Violet. Cái hình hoạt họa vẽ lại đúng không? Nó hơi cái góc, kể cả cái góc vẽ nữa nó cũng khá giống nhau, kiểu chéo chéo. Violet phiên bản 3.0 cũng vậy, nếu tôi nhớ không nhầm cũng là cái góc kiểu dạng check check như thế này. Sau đó là đằng sau là phông nền màu vàng. Thêm một lựa chọn đấu sĩ đi đường đơn rất mạnh của bên phía HTVC IGP Gaming, đó là Yena. Đổi ngược lại thì VC In The Dark họ sẽ lựa chọn cho mình những đấu sĩ đường đơn nào? Thực tế thì họ mới có một sự lựa chọn vào Q-Cross ở trong ván đấu đầu họ tiên. Họ có thể lấy Omen. Khá nhiều. Họ có thể lấy Omen. Omen dành cho Play S. Richter. Và Richter. Tôi nghĩ rằng đây hai sự lựa chọn. Mà họ chưa có trợ thủ, họ sẽ phải có cho mình. À không, có trợ thủ rồi, họ có Sephira rồi. Họ có Sephira rồi, khi mà có Amartin là chắc chắn là Sephira ở vị trí trợ thủ rồi. Goro một cánh thủ và một cánh công. Khá bất ngờ. Có vẻ như Playz sẽ ở vị trí là xạ thủ đường rồng. Còn Playz ở vị trí là cầm Senel chăng? Đúng, Blaze sẽ cầm cho mình quân bài Senian và đi cánh đường Caesar. Khá bất ngờ đấy, tại vì Goro anh ta sẽ sử dụng cho mình quân bài là Hayate. Cái bể tướng đến từ Blaze tôi thấy anh ta rất ít khi chơi những vị tướng mà phải gọi là chống chịu, thuần chống chịu này ở đường đơn. Nên đang có rất nhiều giả thiết đặt ra. Nhưng với việc Goro là xạ thủ của In The Dark thì Goro sẽ cầm cho mình Hayate mà thôi. Đội hình của bên phía In The Dark đã được khép lại và đó sẽ có, đúng như anh Hoàng Sơn nói, sẽ có một quân bài cơ động, đó chính là Nakroth. Tôi cố gắng với cái giả thiết của tôi và cuối cùng thì nó cũng trở thành hiện thực. Thì rõ ràng là đội hình của bên phía In The Dark là một đội hình rất sợ khống chế cứng. Vậy vì đó là Tulen, đó là Hayate và đó là cả Nakroth nữa. Nếu như có một vị tướng kiểu dạng như Alistair, mỗi khi mà Tulen cố gắng la vào để lấy được cho mình nội tại lôi quang, và sau đó là Alistair chỉ cần đặt cho mình cái vách ngăn hắc ám mà thôi, nó sẽ làm choáng Tulen trong một khoảng thời gian ngắn. Và điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng gây ra sát thương đến từ Martin. Nên việc mà Alistair bị cấm lại đến từ VC In The Dark là hoàn toàn có rất nhiều cơ sở. ICP Gaming khóa lại đội hình của mình với việc là Daim sẽ cầm cho mình, đó là Maza. Và vị trí đi rừng sẽ ở trong tay của Sun với quân bài Lindit. Đội hình của bên phía IGP Gaming cũng là tương đối ổn với những lựa chọn của mình. Nhìn chung đây là ván đấu mà bên phía In The Dark tôi thấy họ cũng có một đội hình khá tốt. Với việc là đầu tiên họ đã chọn cho mình là Sephira ở vị trí trợ thủ, nhưng có lẽ sợ rằng sự cứng cáp là chưa đủ với một mình Sephira, thì bên phía In The Dark đã chọn cho Blaze một vị tướng có khả năng chống chịu cũng là khá ổn nữa. Đó chính là Senel. Rất lì đấy. Sẽ là một dàn chắn ổn và nó đủ an toàn, nhưng mà cho chắc những chắn tình huống xả phi tiêu đến từ Hayate. Nhưng chắc chắn là Senel sẽ thua đường với cả Yena lẫn Maza, đặc biệt là đi đường với Maza thì sẽ là vô cùng cơ cực cho Senel.
bởi đó là khả năng dọn lính tốt đến từ cái sóng thống khổ đến từ Maza, và sau đó là Maza liên tục gọi là thả cho mình cái phệ hồn trùng, cấu máu từ xa vừa hồi phục vừa dọn lính và cứ cấu máu dần dần làm chậm, khiến cho Senial của PlayS sẽ vô cùng khó khăn trong việc phòng thủ. Và PlayS sẽ cần rất cảnh giác những tình huống mà bên phía IGP mình tổ chức bắt thẳng vào anh chàng này. Có lẽ là In The Dark cần dành nhiều thời gian hơn, đặc biệt là Quang Hải, lên khu vực đường trên để có thể giải tỏa áp lực cho PlayS, giúp cho Senial có được độ chống chịu trước khi mà anh ta bỏ qua PlayS. Bởi lẽ PlayS là cái cánh mà tôi nghĩ rằng là cần phải quan tâm rất nhiều. Hayate thì với độ cơ động anh ta có thể ít nhất là tự lo liệu được cho mình. Còn với Senial thì độ chống chịu là có, nhưng khả năng trao đổi chiêu thức là không có, ảnh hưởng rất nhiều tới khu vực đường trên. Thực ra Senian hiện tại là vị tướng với khả năng đi đường thì gần như là anh ta không thể hơn được bất kỳ vị tướng nào ở trong những tay ở đầu tiên. Vì kiểu như là Yena, Omen hay là Richter thì Senian cũng đều là kẻ thua thiệt mà thôi. Vấn đề của anh ta đó sẽ là cố gắng để dọn lính và sau đó tham gia giao tranh sau cùng với những người đồng đội của mình. Thì nếu nhìn vào đội hình của bên phía In The Dark thì họ có cho mình những vị tướng có độ cơ động cao. Tôi nghĩ cái việc gọi là để tâm đến Senian nó sẽ không quá khó dành cho người đi đường giữa của bên phía VC In The Dark. Chẳng hạn anh ta sử dụng Tulen và với vài cú lướt của mình với lôi động thì anh ta cũng có thể có mặt ở khu vực đường tà thần. Tương tự như thế là Quang Hải, anh ta cũng có cho mình quân bài có thể coi là mắc binh của tuyển thủ này, đó chính là Darkrot. Thì những pha mà anh ta có mặt ở khu vực đường trên đỡ cho CNN một vài con lính, đó sẽ là chuyện mà tôi nghĩ nó sẽ xảy ra trong ván đấu này. Rồi, và chúng ta cùng chờ xem là liệu Quang Hải sẽ có màn trình diễn như thế nào với quân bài Darkrot này. Quân bài mà tôi nghĩ rằng là đây là một quân bài cũng khiến cho anh ta có được nhiều tiếng vang. Trước khi mà anh ta tham gia đấu chuyên nghiệp thì tôi có biết Quang Hải về việc anh ta chơi khá là mượt mà quân bài Narcrot này. Còn đây là đấu chuyên chuyên nghiệp, mặc dù đây là mùa giải đầu tiên của anh ta, nhưng những gì mà anh ta thể hiện được ở những trận đấu vừa qua tôi nghĩ rằng là rất thuyết phục. Đây là một người chơi đi rừng hứa hẹn có kỹ năng tốt và quan trọng là tâm lý tốt nữa. Không có quá nhiều người chơi đi rừng có được một tâm lý tốt khi mới tham gia những giải đấu chuyên nghiệp, và Quang Hải là một trong những người hiếm hoi có được cho mình cái tâm lý như vậy. Hoàn toàn đồng ý, và Quang Hải cũng là cái tên đã lọt vào một trong những vị trí được xuất sắc nhất ở trong vòng 4 vừa rồi. Chính xác thì anh ta là người đi rừng tốt nhất ở vòng 4. Các vị trí còn lại thì nó thuộc về Đạt Còi, Xuân Bách, Mustlight và Oppa. Nếu nhìn vào cái danh sách MVP của vòng 4 này, chúng ta cũng thấy rằng có hai người có được danh hiệu MVP của vòng trong ngày sinh nhật của mình. Đó chính là Xuân Bách cùng với Oppa. Những ngày sinh nhật phải nói là rất đáng nhớ dành cho hai tuyển thủ này, và họ đều đã có những chiến thắng với tỷ số là 3-1. Và hiện tại Team Flash cùng với ZD cũng đang tạo ra một cái thế có thể coi là độc tôn ở trên bảng xếp hạng rồi. Khi mà hai đội tuyển này đang là những đội tuyển có nhiều cơ hội nhất để góp mặt ở trong top 4, với việc là Team Flash họ đang có trong tay là 6 điểm, ZD hiện tại đang là 5 điểm. ICP với chiến thắng ở ván 1 vừa rồi thì họ đang có điểm số bằng với ZD cũng là 5 điểm, nhưng chưa biết là trong ván đấu tiếp theo thì liệu rằng điểm số này của ICP có bị ảnh hưởng hay không. Nếu họ thắng 3-2 thì đó cũng vẫn sẽ làm điểm số ngang bằng với ZD sau khi mà vòng đấu thứ 5 này trôi qua. Còn ZD thì vòng 5 họ cũng sẽ có một trận đấu, đó sẽ là cuộc đối đầu với Pháp TV, một trận đấu mà tôi nghĩ rằng ZD cũng hoàn toàn có thể nghĩ được những điểm số dương ở trong cuộc đọ sức đó. Nhưng mà Pháp TV vẫn nổi tiếng là đánh đủ 5 ván thì mọi chuyện đều có thể xảy ra được. Pháp TV đã tạo nên quá nhiều cơn địa chấn rồi, và tôi nghĩ rằng đây hoàn toàn là một đội tuyển nhiều tiềm năng ở giải đấu này. Nhưng nói về Team Flash và ZD thì có vẻ như sau chuyến du đấu nước ngoài thì họ đang thực sự tạo nên một đẳng cấp rất khác biệt. Ngày thi đấu qua, du đấu Đà Nẵng. Du đấu Đà Nẵng. giải đấu quốc tế nhưng mà tổ chức ở Việt Nam thì tôi cứ gọi nôm na du đấu quốc tế đi. Thì rõ ràng là ZD Esports ở trận thi đấu ngày hôm qua với Swing Phantom, đó một trận đấu mà tôi cảm thấy là nó khá nặng về mặt kiểm soát. Mặc dù Swing Phantom ép đường giai đoạn đầu với cả ZD Esports là rất nhiều, nhưng những tình huống đột biến chỉ với một vài tình huống tỏa sáng thôi thì ZD Esports ngay lập tức quay trở lại được đường đua và lấn áp đối phương. Thì rõ ràng là ZD Esports hiện tại họ cũng đang khá hoàn thiện mình cả về lối chơi giao tranh thường xuyên hoặc là lối chơi kiểm soát. Họ đều chơi một cách rất tốt, và đó là lý do mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều đội tuyển muốn được du đấu ở quốc tế, bởi lẽ mỗi chuyến du đấu trở về sẽ giúp cho họ có được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là với ZD và với Team Flash họ đã có những chuyến cọ sát với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Nên rõ ràng là những bài học mà họ lấy về là rất nhiều, họ có cho mình cả một sự rèn luyện về mặt tâm lý nữa, nên không quá bất ngờ khi ở giai đoạn đi này thì Team Flash và ZD đang đứng ở trên đầu của bảng xếp hạng. Còn bất ngờ thì bất ngờ ở vị trí thứ 3 và thứ 4 mà thôi. Khi mà đó là một bộ mặt hoàn toàn khác đến từ Adonis Esports và Swing Phantom. Thậm chí là đây là một mùa giải quá là bất ngờ khi những tân binh
hoàn toàn có cơ hội để có thể có mặt tại top 4 đúng không? Đồng ý. Chưa bao giờ chúng ta thấy được rằng một mùa giải mà những tân binh mới có mặt như kiểu dạng VC The Duck lại đang là một trong những đội tuyển có tiềm năng để có thể lọt vào được top 4. Đây là một mùa giải hoàn toàn hứa hẹn ngay từ giai đoạn lượt đi. Và với việc có vòng loại SEA Games thì các đội tuyển cũng đã có cho mình những bước chuẩn bị này, những bước nghiên cứu chiến thuật tôi nghĩ rằng là tương đối là kỹ càng và cẩn thận. Liên tiếp là những trận đấu rất là gọi là ngang cơ với nhau đấy. Thì tôi nghĩ đây là một giải đấu mà vòng loại lượt đi nó sẽ vô cùng hấp dẫn. Và sắp tới những đội tuyển lọt vào được vòng loại SEA Games hứa hẹn cũng sẽ đem đến chúng ta những trận đấu vô cùng là căng thẳng và hấp dẫn. Đó sẽ là các trận đấu diễn ra vào ngày 17 và 18, tức là cuối tuần sau. Chúng ta sẽ có những cuộc đọ sức của top 4 đấu trường danh vọng mùa đông 2019 trong giai đoạn lượt đi. Lúc này trước mắt cũng sẽ chỉ còn là 2 vòng đấu nữa thôi, và đây là quãng thời gian mà các trận đấu được diễn ra liên tiếp. Một lần nữa thì nhân đây tôi cũng xin kêu gọi là nếu quý vị các bạn có khả năng, có đam mê, nhiệt huyết, có khiếu ăn nói, có kiến thức về bộ môn Liên Quân Mobile, theo dõi thường xuyên những giải đấu của chúng tôi thì hoàn toàn có thể gia nhập vào đội ngũ bình luận viên của Liên Quân Mobile. Những người hiện tại vẫn đang cố gắng hàng ngày để mang đến những trận đấu hấp dẫn cho quý khán giả, những người vẫn đang theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho các giải đấu cả trong nước và quốc tế nữa. Hiện tại thì lượng bình luận viên đang tương đối là ít ỏi, và có lẽ trong những giải đấu từ giờ cho đến cuối năm sẽ cần phải có thêm những sự hỗ trợ, những sự bổ sung. Ở đây tôi nghĩ sẽ là một cơ hội rất quý báu để cho khán giả, những cổ động viên, những người yêu mến bộ môn này có cơ hội được thử sức và được tham gia vào đội ngũ này. Và ngoài vị trí bình luận viên ra thì hiện tại Liên Quân Mobile cũng đang tuyển dụng khá nhiều ở đội ngũ vận hành giải đấu. Đó là camera observer, đó là kỹ thuật viên phát thanh vận hành livestream, biên tập viên eSports. Nếu như các bạn có một niềm đam mê và có cái sự khám phá và nghiên cứu về những giải đấu không chỉ ở đấu trường danh vọng và còn là những giải đấu lớn của những khu vực lớn như Thái Lan, APL, như Đài Bắc Trung Hoa, GCS, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể ứng tuyển và trở thành và gia nhập vào ekip sản xuất eSports hàng đầu Việt Nam thời điểm hiện tại. Và có lẽ là đây là một cơ hội tôi nghĩ rằng là tốt cho các bạn, vì các bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những tuyển thủ chuyên nghiệp, những streamer nổi tiếng, cũng như là trở thành đồng nghiệp của đội ngũ vận hành giải đấu hiện tại, trong đó có cả đội ngũ bình luận viên nữa. Hoàn toàn đồng ý. Có lẽ ở thời điểm này thì đang có một trục trặc kỹ thuật nào đấy nó lại xảy đến ở trong cuộc đọ sức giữa VAC In The Dark và IGP Gaming. Có lẽ tôi và Hip-Hopper thường xuyên gặp phải những trận đấu theo kiểu nếu như nó không diễn ra đầy đủ cả 5 trận đấu ở trong một trận bo 5 thì đó sẽ là những trận đấu đôi khi nó lại có lỗi. Nó khiến cho mọi thứ nó bị gián đoạn khá là nhiều trong quá trình diễn ra các trận đấu này. Tại giai đoạn lượt đi của đấu trường danh vọng mùa đông 2019 thì thay vì thi đấu với thể thức là BO3 giống như những giải đấu trước đây chúng ta được chứng kiến, thì đây sẽ là những trận đấu với thể thức là BO5 với luật Global Ban Pick, và cùng với đó là một hệ thống phù hiệu mới của phiên bản mới nhất ở chiến trường 3.0. Đây cũng là một cách để cho các đội tuyển tại đấu trường danh vọng họ được va chạm, được làm quen thật là sớm với những luật mới nhất hiện tại, và chúng ta cũng đang là nước tạo ra meta, có thể nói là như vậy. Trong bộ môn Liên Quân Mobile này chúng ta đang đi khá là nhanh, thậm chí là nhanh nhất ở vào thời điểm này, và đây sẽ là một ưu thế để cho các đội tuyển của Việt Nam khi tham dự vào các giải đấu quốc tế ở giai đoạn cuối năm nay, và cụ thể đó chính là AIC và cả SEA Games nữa, sẽ có cơ hội cạnh tranh cho một vị trí ở top đầu. Nếu như chúng ta không muốn nói rằng Team Flash hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là có thêm chức vô địch nữa để hoàn toàn khẳng định được cái vị thế số 1 của mình ở trên đấu trường quốc tế sau khi đã lên ngôi một cách rất thuyết phục tại AWC 2019. Đấu trường danh vọng cũng là giải đấu đầu tiên mà khởi tranh sớm nhất, sớm hơn so với cả APL và sớm hơn so với cả GCS. Thì tạm thời các khu vực còn lại họ cũng đã bắt đầu dục dịch để quay trở lại rồi. Nhưng tạm thời thì Việt Nam vẫn là một trong những khu vực mà đang đón đầu trước, bởi đó là khả năng thích nghi meta sớm hơn với việc là sẽ vẫn bắt đầu giải đấu sớm hơn, đánh phiên bản mới sớm hơn. Nhưng ngoài ra thì có một vài những thông tin bên lề khi mà ngày hôm qua tôi đã chứng kiến Mad Team, đó là Benny, anh ta cũng chính thức rời khỏi đội tuyển Mad Team. Và với việc là bên phía GCS, đội tuyển hàng đầu của họ có sự thay đổi nhân lực, thì đó cũng là tôi nghĩ rằng là một chút thuận lợi dành cho chúng ta trong những giải đấu quốc tế sắp tới hay đồng chăng ý.
Bởi lẽ chúng ta cũng biết rằng ở trong những giải đấu quốc tế hay trong bất kỳ một giải đấu nào nữa thôi thì cái bộ khung ổn định là một sự quan trọng cực kỳ lớn. Chúng ta cũng đã thấy rằng ZD Sports trước đây họ cũng tương đối loay hoay với sự lựa chọn là Henry hay là Ara hay là Pesman ở các đường cánh. Bây giờ khi mà họ có được một bộ khung nó đã ổn hơn ở trong giai đoạn lượt đi của mùa giải này thì chúng ta thấy rằng ZD đang tiến lên một cái sức mạnh rất là khó cản. Ngày hôm qua họ vượt qua đội tuyển Swing Phantom với cái sự thuyết phục của mình, chiến thắng hoàn toàn là dễ dàng. Khá dễ dàng. Dễ dàng dành cho ZD Esports. Nó hoàn toàn trái ngược những gì mà chúng ta nghĩ về trận đấu đó, khi mà Swing Phantom gần như đã có một màn thể hiện tôi nghĩ rằng là có phần hơi bạc nhược. Họ có sự thay đổi khi Yamate thay thế, bị thay ra bởi đó là Chiro. Chiro quay trở lại khu vực đường giữa. Nhưng ngày thi đấu hôm qua thì những gì mà Swing Phantom thể hiện cũng không được quá thuyết phục. Một lối đánh mà tôi nghĩ rằng đây cũng là trận đấu ngày hôm qua giữa Swing Phantom và ZD Esports là trận đấu mà nó nặng tính kiểm soát nhất. Một trận đấu rất ít bàn hạ gục, rất ít điểm hạ gục trong tất cả ván đấu và thời gian diễn ra các ván đấu cũng tương đối lâu. Lâu, khá lâu. Và nếu chúng ta tiếp tục nói về cái việc mà khi một cái bộ khung nó là ổn định, nó quan trọng đến như thế nào, thì dễ dàng khi chúng ta có thể nhìn vào bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, HTVC IGB Gaming với những con người này họ vẫn đang tiến lên một cách khá là ổn và khá là đồng đều với những vị trí mà họ đang có. Trong khi đó thì đội tuyển có lượng nhân lực rất dồi dào, đó chính là Adonis Esports, thì họ cũng đang loay hoay khi mà không có cho mình được những con người cố định ở trong một đội hình ra sân của mình. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Adonis họ đang có vị trí khá là tồi. Chỉ áp chót cho các bạn âm 5 điểm trên Over Conquerors. Và quãng thời gian chờ đợi đã trôi qua, chúng ta ngay lập tức sẽ quay lại với những hình ảnh của ván đấu thứ hai của đội sức giữa VNC The Dark và HTVC IGP Gaming. Taka vừa bị cấu máu, Taka biết được có 3 thành viên của IGP Gaming ở bên phía bụi bên phải. Và anh ta cũng ngay lập tức là sẽ lui về, Goro sẽ tạm thời ở vị trí đường giữa. Và anh ta sẽ đi đường cùng với cả Ignite trong tay của Lạc Lạc. Và các thành viên của IGP Gaming đang có một thế quấy rối trong khu vực bùa đỏ của bên phía VEC in the Dark. Và họ đang dần dần sẽ lấy được cho mình con quái nhỏ ấy chăng. Goro không giữ được con quái nhỏ này. Đúng vậy, khi người ăn nó chính là Chobit. Trước đó là cú bốc khó chịu của Chobit vào người Quang Goro. Đây là pha lướt vào đến từ Quang Hải. Quang Hải đã ăn cho mình xong cái bùa xanh, Lạc Lạc quay lại thả lửa, nhưng anh ta chỉ thả chúng đó là Taka với cái hỏa hoạn của mình mà thôi. Có đến 5 cái thánh thuẫn dành cho bên phía của HTVC IGP Gaming. Có lẽ họ sẽ rất muốn những tình huống giao tranh dài hơi ở trong ván đấu này. Rất khô máu. Rất khô máu. Khô máu đến từ đội hình của bên phía IGP Gaming. Với 5 thánh thuẫn này thì PlayS PlayS anh ta buộc phải kích hoạt cho mình đó là cái thánh thuẫn. Với 5 cái phù hiệu thánh thuẫn trên người các thành viên của IGP Gaming thì In The Dark họ sẽ cần phải rất lo ngại cho những tình huống muốn lao vào để tổ chức giao tranh. Bởi lẽ đó là một lựa giáp được tạo nên và hoàn toàn có thể bị make play, bị outplay ngược trở lại. PlayS kịp thời biến về một cách gọi là hú hồn. Hú hồn, hú vía. Chúng ta cũng đã thấy rằng lên giày rất sớm đến các thành viên của IGP Gaming. Họ đang di chuyển lối chơi với khả năng di chuyển là vượt trội so với đối thủ. Mặc dù như đã phân tích thì In The Dark họ có những chất tướng với khả năng di chuyển là cơ động hơn so với IGP Gaming, nhưng IGP Gaming lại đang cho thấy rằng họ có được một sự đè đường nhất định trong giai đoạn đầu của ván đấu này, mặc dù lượng tiền vẫn đang là hoàn toàn cân bằng mà thôi. Đang được kiểm soát con rơi quỷ đến từ săn, trong khi đó Lạc Lạc thả lửa vào người Quang Hải và gây ra khá nhiều sự khó chịu cho Narcos. Quang Hải dọn dẹp những con lính ở khu vực đường giữa này và đang tiến vào con đường đầu tiên của trận đấu. Rồi, hướng di chuyển của IGP Gaming trước mắt là đang có thế chủ động, vẫn bị kéo rồng ra khá là xa đó các thành viên của In The Dark. Và bây giờ thì những người có được tầm nhìn trong hang rồng lại là 4 thành viên của IGP Gaming. Có lẽ chỉ dừng lại tình huống nhấp nhả mà thôi. Sun lại quay trở về để lấy được cho mình con bùa xanh. Thường thì trong những trận đấu mà Sun anh ta chơi cho mình con bài Lindis thì anh ta sẽ tập trung vào farm rất nhiều. Kể trong những trận đấu trước đó nữa, anh ta thường có một khoảng thời gian khá dài tập trung ở trong rừng để farm một cách gọi là cháy máy trước khi có những tình huống lao vào để tổ chức giao tranh trong hang rồng. Một lối chơi chắc chắn đến từ Sun với quân bài Lindis này. Đây sẽ là tình huống giao tranh để cướp lấy con rồng đầu tiên này hay chăng đây, nhưng Sun anh ta lựa chọn cho mình phương án đó là kéo con rồng ra ngoài, con rồng lại quay trở lại với cái hang của nó. Tôi nghĩ rằng thế là thuận lợi và là một lối chơi tương đối là chắc chắn và chủ động đến từ bên phía của IGP Gaming. Họ có thể đóng băng thời gian khiến cho Quang Hải cũng khó khăn trong tình huống mà anh ta muốn băng vào để tranh chấp hang rồng, vì bên phía của IGP Gaming họ cũng không quá chủ động trong tình huống ăn được con rồng đầu tiên. Con rồng nó đang được ăn bởi Quang Hải, trong khi đó Yena đã chặn lính thành công ở khu vực đường trên và bây giờ đang cố gắng tham gia giao tranh ở tình huống đường giữa, nhưng con rồng được giải quyết dành cho bên phía của In The Dark. Và đó là lý do mà các thành viên của HTVC IGP Gaming cũng không mặn mà với việc tham gia vào một tình huống giao tranh nữa. Ở đây là pha dồn ép tấn công của khu vực Chobit dưới. Chobit là người đến, Chobit lựa chọn mục tiêu là Taka, đó là lựa chọn sai. Cây anh ta có mặt ở đây cũng đã có một cái địa giang được tạo ra bởi Bandum. Anh ta nhốt được Blaze, nhưng Blaze sẽ có thể lui vì anh ta là CNN, anh ta có độ cứng cáp của mình.
tình huống giao tranh dừng lại, tình huống đến hỗ trợ kịp thời với sứ mệnh cứu thế, nhưng Playz thì bị nhốt lại bởi địa giam trong tay của Chobit. Và tình huống mà anh ta sử dụng của mình sứ mệnh cứu thế nó cũng không có quá nhiều tác dụng. Cuối cùng thì tên lính ở khu vực đường trên nó cũng lắng ở khu vực ở giữa hai cái trụ và nó cũng không ảnh hưởng gì tới Playz khi mà anh ta đã sử dụng sứ mệnh cứu thế ở khu vực đường dưới để hỗ trợ người đội của mình. Tiếp tục là ép trụ khu vực đường dưới và người bị gia tăng sức ép đó là Goro. Có vẻ như là Goro anh ta đang hơi loay hoay một chút vì Dai với quân bài Maza này, anh ta khả năng hồi phục tốt thì anh ta có thể trao đổi chiêu thức tốt hơn so với cả Goro. Và đó là khoảng thời gian hồi chiêu nhanh nữa, đến là cái sóng thống khổ của Maza. Ở đây thì đang có tình huống mà KA cùng với CNN sẽ... tôi nghĩ CNN sẽ là người vẫn chịu sự thiệt Quang Hải, Quang Hải! Còn ở đây thì Quang Hải anh ta đang lướt ra lướt vào khá ảo và anh ta có lẽ cũng đã lấy luôn cho mình được con rơi quỷ vừa rồi. Tiếp tục sẽ là tình huống Quang Hải xuất hiện khu vực đường giữa. Quang Hải đã giúp cho bên phía In The Dark có được con rồng đầu và anh ta vẫn đang có được sự ảnh hưởng tốt đến ván đấu này cho đến thời điểm hiện tại. Và đúng là anh ta cũng đã có một tình huống tranh chấp rơi thành công. Bùa rơi đã nằm ở trên chân của anh ta và khu vực đường dưới. Dai vẫn đang thi đấu trao đổi chiêu thức, có nghĩ là hòa với cả quân bài Hayate trong tay của Goro. Quang Hải vẫn tỏ ra mình là một trong những người chơi nạp cốt khá lợi hại và KA là mục tiêu mà anh ta muốn hướng tới. Quang Hải đó sẽ chỉ là tình huống mà anh ta tấn công bởi KA theo kiểu nhấp nhả mà thôi. Đã có một sứ mệnh cứu thế được hạ xuống bởi Blaze. Ở đây thì lạc chỉ còn cho mình khoảng 1000 máu và sẽ khó để phòng ngự cho cái trụ này. Đây là một con xe đang tiến vào, có cả Chobit nữa và sẽ phòng thủ trụ thành công ở khu vực đường giữa. Để trong khi đó khu vực đường trên, Quang Hải và Blaze làm gì đây? Không có săn ở đây nữa và sẽ phòng thủ được. Tôi nghĩ rằng đó là một tình huống mà Quang Hải khá là quyết tâm khi muốn bắt vào vị trí KA. Nhưng với 5 cái thành thuẫn thì Quang Hải sẽ ít nhiều gây anh ta bị khó khăn cho tình huống muốn áp sát và gọi là ám sát đối phương. Bởi đối phương luôn luôn có một lượng giáp để giúp cho họ kịp thời sống lâu hơn ở trong giao tranh và khiến cho khả năng tính toán sát thương đến từ Quang Hải gặp nhiều bất lợi. Điều đó cũng counter khá nhiều vào Quang Hải khi Quang Hải là Nakroth và Nakroth sẽ có được sự ảnh hưởng rất nhiều giai đoạn đầu trận đấu. Anh ta sẽ có lượng sát thương có thể nói là tốt hơn các thành viên còn lại trên bản đồ với quân bài Nakroth này. Nhưng khi Nakroth không gây được quá nhiều ảnh hưởng giai đoạn đầu trận đấu với việc là anh ta ám sát không thành, thì đến nửa sau trận đấu thì đó lại là đất diễn đến từ IGP Gaming với săn, với việc anh ta cầm cho mình Lindit và đang có tranh chấp rồng, có rồng đến từ IGP. Anh ta bị bốc lại, Goro sử dụng bão phi tiêu lướt qua bên kia tường nhưng anh ta là mạng chiến công đầu và nó dành cho săn. Đây là một tín hiệu không vui dành cho VAC In The Dark khi mà săn đang là người có nhiều tiền nhất ở bên phía HTVC IGP Gaming và anh ta lại là người có thêm được mạng chiến công đầu và con rồng vừa rồi thì nó cũng dành cho bên phía của IGP Gaming khi mà con rồng đầu nó thuộc về Quang Hải ép vào trụ một khu vực tường dưới đến từ IGP. Quang Hải đến để hỗ trợ những người đồng đội của mình, anh ta yếu máu, anh ta có được hồi máu bởi pha hạ xuống của Blaze, nhưng Blaze anh ta bị ngắt cái chiêu cuối của mình. Đó chỉ là tình huống hồi máu dành cho Quang Hải mà thôi và cái trụ này nó sẽ sớm mất đi cho biết tốc biến vào bụi để kiểm tra xem ở bên trong có ai không, nhưng câu trả lời đó là không. Và Taka với lượng máu này thì anh ta cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ cho AT có thể lớn tiếp trong quãng thời gian tiếp theo, chứ khó để có thể phòng thủ được cái trụ này. Đây không có đam tay để lấy được cho mình cái trụ này, nhưng xe lính đã đến và với việc có thêm cho biết nữa thì cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới nó dành cho bên phía YCP Gaming. Tiếp tục là tình huống mà Taka thả diều vào người của Daim và sau đó là hai bên lui về, không có thêm tình huống nguy hiểm nào nữa. Khu vực đường trên vẫn thấy San đang tích cực farm, anh ta farm rất cháy máy. KA trao đổi chút thức đấy gặp Blaze nhưng Blaze cầm cho mình cái thành thuẫn và anh ta sẽ an toàn bởi đó là chất tướng chống chịu đến từ San. San anh ta đang làm gì con rơi thế này, anh ta mất hơi hai lần, mất hơi nhiều thời gian. Tính có vẻ là tính toán sát thương sai. Sai nên con rơi bắt đầu lui về, nhưng không sao, anh ta vẫn có được cho mình con rơi này và vẫn sẽ có một tình huống ép trụ nhưng thời gian nó sẽ là lâu hơn mà thôi. Anh ta rất lực, có cả Chobit đây nữa. Chobit vẫn còn cho mình đó là cái vật cổ vỗ tất, nhưng chẳng cần đến nó thì KA cùng với Sun đã lấy đi được cái mạng của người đi đường trên bên phía của VAC The Dark rồi. Taka anh ta phải di chuyển khá nhiều và bây giờ đang cố gắng để phòng thủ cái trụ hai khu vực đường trên, cướp đi con của xanh này sẽ thành công đến từ Sun. Và Sun hiện tại đang xanh hơn khá nhiều so với Quang Hải rồi. Quang Hải đang chậm Goro, trong Goro. Khả năng lớn lên của anh ta. Goro anh ta băng vào sử dụng bão phi tiêu, chưa gây được quá nhiều sát thương và cũng sẽ phải lui. KA, câu trả lời KA, sẽ KA. Lui được hay không khi KA tốc biến đến tấn công người Goro, lấy được cái mạng Goro trong tuyến này. Quang Hải lướt về, Quang Hải có một xanh dưới, Quang Hải bị thả diều bởi Sun và Quang Hải nằm xuống. Blaze anh ta hạ xuống hơi chậm một chút, có 4 người của IGP ở đây và họ hài lòng với hai mạng mà họ đã có được. Tình huống hỗ trợ kịp thời đến từ KA. KA lao xuống rất nhanh, sau đó anh ta tốc biến và có một tình huống ám sát quyết đoán vào người của Goro. Và Goro anh ta bị lỗ sau khi sử dụng mình cái bão phi tiêu mà không gây được sát thương vào bất cứ một ai cả ở tình huống ép trụ trước đó. Đây là 5 thành viên của IGP Gaming và Martin tỏ ra tương đối bất lực trong tình huống muốn lên phòng thủ. Anh ta không phòng thủ được. Và rõ ràng những gì mà Sun thể hiện với khả năng di chuyển của mình đang tương đối ấn tượng. Họ gần như có một thế trận trên sân so với cả In The Dark, mặc dù Quang Hải đã có những tình huống kiểm soát tốt ở đầu trận đấu.
nhưng Sun đã thành công trong việc là anh ta farm cháy máy. Anh ta bỏ qua những tài nguyên, điển hình là con rồng đầu tiên. Anh ta không muốn tranh chấp cả Quang Hải, nhưng giai đoạn về sau thì Sun anh ta có lực bắn tốt hơn. Anh ta hy sinh cho mình những bất lợi ở giai đoạn đầu tiên trận đấu. Và tại thời điểm này thì Quang Hải mới là người thua thiệt khi anh ta thua đến 2 cấp độ so với cả người chơi đi rừng bên phía IGP Gaming, đó là Sun. Sun hiện tại đang có KD 300 và anh ta đang có 6.600 vàng. Anh ta giàu nhất bản đồ hiện tại rồi. Trong khi đó thì những sát thương chủ lực của The Dark lại đang khá là nghèo nàn, với 2AT chỉ có 4.500 tiền mà thôi. Cố gắng lên cho mình thêm một chút chí mạng nữa đến từ 3 cái găng tay. Đây được quan sát được tại Goro. Đau thế! Ở cú bắn của Sun thì đừng hỏi độ đau, anh ta tiếp tục tấn công với trụ này của Goro. Anh ta sử dụng chiêu cuối chỉ để thoát thân mà thôi. Trong khi đó khu vực đường dưới này đang có solo kill. KA là người yếu máu khá nhiều play, truy tân lực trượt, nổ lớp giáp. KA sẽ nằm trong pha này. Câu trả lời đó là anh ta vẫn có thể lướt về được với một chút máu mà thôi. Đó là cái điện giam nhạy cảm được tạo ra bởi Chobit. Lạc Lạc được thả diều và tổ vỗ tất trúng người play và lùi lại khi mà Lạc Lạc quyết định là không cùng với đội của mình tấn công vào đối thủ nữa. Siêu cấp. Chắc chắn là khoảng trống được mở ra và Sun sẽ có một đường dành cho bên phía của IGP Gaming. Rõ ràng là Nakon dù cơ động hơn nhưng đang tỏ ra đuối sức hơn rất nhiều so với cả Lindit trong tay của Sun và IGP Gaming. Họ đã cầu kéo được rất nhiều khoảng thời gian khi vừa giữ được mạng sống của KA với việc là Chobit thả trong cái địa giam, lại vừa tạo khoảng trống cho hai thành viên còn lại, trong đó có Sun đẩy được đường siêu cấp đầu tiên khu vực đường trên dành cho IGP Gaming. Rõ ràng là Chobit vẫn đang chứng tỏ rất nhiều điều khi anh ta là một trong những người chơi trợ thủ tại thời điểm này tại đấu trường danh vọng là tốt nhất. Hoàn toàn không có gì bàn cãi cả, đó là một cái địa gian rất nhạy cả và cũng cứu nguy cho KA. KA chỉ còn một máu. Chỉ còn một máu một máu mà thôi. Trong khi đó thì Quang Hải ván đấu này anh ta yếu đuối quá. Sun anh ta bắn gục Martin, tôi còn không kịp nhìn thấy Martin anh ta vừa dùng cho mình cái lôi điểu có phải không nhỉ? Tôi còn chưa kịp nhìn thấy anh ta bắn cho mình cái lôi điểu. Cái lôi điểu nó chưa kịp bay ra, anh ta cố gắng sử dụng cho mình chiêu cuối nhưng đó là tình huống mà anh ta đã bay hơi quá nhanh. Sun bắn đau. Sun bắn đau. Quá đau. Anh ta đang tuổi thanh xuân mà anh ta có những cú bắn khiến cho đối thủ buộc phải lùi bước. Tiếp tục những con xe đang tiến vào, họ còn chưa ăn cho đến tà thần xe ra cơ. Địa giam trúng một người ở phía ngoài thì đang có tình huống thả diều đến từ cả Sun và cả Lạc Lạc nữa, lấy đi được cái mạng của Blaze và cái trụ này chỉ còn một chút máu thôi. Năm người di chuyển ra đường giữa, lấy luôn cái trụ khu vực đường giữa này và có lẽ nếu nhảy cẩn thận hơn thì họ sẽ quay lại ăn cho đến tà thần xe ra trước khi lấy luôn đi trận đấu này. Tôi nghĩ rằng có sự cẩn thận đến từ ICP hay chăng đây. Không còn thể lính nữa. Quang Hải lao vào, Daim cũng lao vào, Daim sát thương rất nhiều. Daim anh ta rất hổ báo trong tình huống vừa rồi, anh ta vẫn thoát đi được và chưa có một mạng nào phải nằm xuống cả. Trong khi đó thì ba đường đã có lấy luôn trận đấu này đến từ IGP Gaming khi mà họ đã quét giờ đối thủ, chỉ còn một mình Martin đứng trong bệ đá cổ mà thôi. Và 2-0 dành cho HTBC IGP Gaming. Và đây là phút thứ 11 và trước đó 2 phút thì Sun đã có được cấp độ 15 rồi. Trong khi những anh người bạn đồng trang lứa của anh ta còn đang ở level 10-10 và level 11 thì anh ta đã đến tuổi trưởng thành và anh ta farm dành hầu hết thời gian của mình để farm ở trong rừng và thành quả anh ta đem lại là quá lớn. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy những cú bắn đến từ Sun nó lại đau đến như vậy. Quá đau. Bởi các bạn anh ta lớn hơn những người đồng đội của mình, những đối thủ của mình khá nhiều. Ở Quang Hải lúc đó cấp độ 10, còn quay ra nhìn vào Sun thì cấp độ 15 này. Nhưng Quang Hải cũng đã từng thất bại với Phoenix khi họ nhận trận thua trước ZD Sport ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải này. Nhưng quay trở lại với lượt cấm chọn này thì bên phía của In The Dark họ đã có được lựa chọn đầu tiên của mình, một vị tướng đi đường đơn, đó là Blaze. IGP Gaming sau khi có những lượt cấm khá là quen thuộc giống như lượt cấm ở Phase trước thì đây giờ thì họ sẽ có được cho mình hai lượt lựa chọn đầu tiên. Những trợ thủ Frantino hot nhất thì đều đã được lựa chọn ở trong hai ván đấu đầu và đó cũng đều là những ván đấu thành công của ATVC IGP Gaming. Và liệu rằng họ sẽ hướng đến một vị tướng đi rừng dành cho Sun hay đó sẽ là một vị tướng đi đường đơn dành cho KA? Có thể sẽ là một vị tướng đi rừng cho Sun. Blaze lựa chọn vào Frentino nhưng lại để đối đầu với cả KA, tôi nghĩ rằng là một kèo đấu tương đối khó. Ngày thi đấu hôm qua thì Ellie có chơi Frentino để đối đầu lại với cả KA. Nhưng KA thì anh ta có màn trình diễn thuyết phục với quân bài Richter và tiếp tục củng cố được tỷ lệ thắng của mình. Nhưng khi mà KA không còn cho mình đó là Richter nữa thì anh ta sẽ cầm quân bài gì để đối đầu lại với cả quân bài Frentino ở đây? Omen. Omen hoàn toàn là một sự lựa chọn có thể chấp nhận được. Hoặc thậm chí là có thể đó là Roshi chẳng hạn. Roshi vì anh ta liên tục gọi là thả cho mình những lần pa tanh lửa thì nó sẽ khiến cho khả năng hồi phục của Roshi có. Anh ta cũng sẽ tạo được ít nhiều sát thương lên người của Frentino. Hoặc thậm chí là KA có thể chơi cho mình những quân bài kiểu dạng như Skirt để có thể có những cú đấm thẳng vào vị trí của Frentino khiến cho Play không thể có những cú phun hoa chuẩn xác và từ đó anh ta cũng không thể nào trao đổi chiêu thức lãi được cả với cả KA. Nhưng IGP Gaming sẽ có cho mình đó là Chauna và đó là cả Yao Su nữa. Chauna
dành cho IGP Gaming. Trước đó thì Quang Hải đã chơi Daxi rồi. Nhưng lần này thì HTVC IGP Gaming vẫn muốn lấy cho mình một sự lựa chọn, đó là Châu Na để giải những khống chế. Khá lạ với lựa chọn Châu Na ở ngay trong lượt lựa chọn đầu tiên của HTVC IGP Gaming. Khi mà Quang Hải đã lựa chọn cho mình là Daxi rồi. Châu Na ngày xưa, những phiên bản cũ thì hoàn toàn có thể chơi với vai trò kiểu dạng như pháp sư, thậm chí là đi được đường giữa. Anh ta có thể lên cho mình những đồ có một lượng đam phép ở đó, như kiểu như cái chữ băng, và có thể dí cho đối thủ cầm theo cả cái bộc phá nữa. Đó cũng là một cách chơi cực kỳ khó chịu mà Châu Na có thể tạo ra. Nhưng ở phiên bản này, với cái loạt đồ phụ trợ đã được bổ sung vào danh sách đồ rồi, thì cái việc mà Châu Na chơi theo kiểu nửa pháp sư như vậy, nó tôi chưa thấy nó xuất hiện ở trong đấu giải. Không biết là ngày hôm nay thì IGP Minh họ có mang lại cách chơi này để tạo ra một bất ngờ cho In The Dark hay không. Tôi nghĩ rằng là Châu Na sẽ vẫn ở trong tay của Chobit, nhiều khả năng là như vậy. Và họ có thêm cho mình đó là Daxi. Thực ra thì lấy đi Châu Na bây giờ tôi mới hiểu. Bởi nếu như để cho In The Dark có được cho mình sự lựa chọn Châu Na thì có lẽ là sẽ khó chơi để nhau săn. Nhưng khi mà xuất hiện con bài Daxi thì rõ ràng tác dụng của Châu Na có là rất nhiều. Và với việc có ở trong mình cả một quân bài để khắc chế vào Daxi như vậy, thì bên phía của IGP Gaming sẽ có lợi thế trong những tình huống mà Sun muốn đặt cho mình cái ma trận thứ nguyên. Và In The Dark cũng không có những tình huống nào để giúp cho họ giải được cái hiệu ứng đến từ cái chiêu cuối của Daxi. Bên phía của In The Dark có thêm cho mình là cả Superman nữa. Nhưng với việc có được Châu Na thì những cú ủn đến Superman tôi nghĩ rằng là sẽ không có quá nhiều khó khăn dành cho IGP Gaming. Với một lần càn của vực hỗn mang, vực hỗn loạn thì rõ ràng là anh ta có thể giải quyết được những tình huống ủn đến từ bên phía của In The Dark. Thực ra Châu Na cái chiêu 1 của anh ta, tức là cái chiêu thủy triều, nếu nhầm là thủy triều, chiêu 2 là nước xoáy, thì cái chiêu thủy triều của Châu Na cũng là một chiêu thức giúp cho bản thân anh ta giải có thể ứng. Được giải hiệu ứng. Đó cũng là một cách rất hay để có thể outplay lại với những cú ủn của siêu và nhân. Và nó khiến cho Superman cũng khó có thể tích được nội năng. Anh ta sẽ không thể đạt được trạng thái phi chậm. Hành khi mà liên tiếp là khả năng làm chậm đến từ những lần mà Châu Na đập nước, những lần mà Châu Na kích hoạt cho mình cái thủy triều. Thì điều đó cũng sẽ khiến cho người chơi Superman trong trận đấu này bên phía của In The Dark gặp ít nhiều khó khăn. Đội hình của bên phía IGP Gaming tôi nghĩ rằng là một đội hình tương đối đẹp, với việc có Elsu, Châu Na và Daxi. Nhưng Elsu là một vị tướng không có quá nhiều một thành tích chiến thắng ấn tượng tại đấu trên giải phạm mùa đông 2019. Khi để ý kỹ thì những đội tuyển nào có trong mình vị tướng này thì phần lớn là sẽ có những ván thua, chứ không có được lợi thế với vị tướng Elsu này. Trong đấu giữa In The Dark và IGP thì thực tế Goro cũng đã dùng Elsu ngay trong ván đấu đầu tiên, và chúng ta cũng đã biết kết quả. In The Dark họ phải nhận thất bại trước IGP Gaming. Những lượt cấm của In The Dark nhiều hướng đến đó là Ibanez cùng với Airi, nhưng họ quên mất là vẫn còn Veres, một vị tướng đi đường đơn có lẽ cũng không hề kém cạnh so với Airi. Trong khi đó, trước đó thì IGP Gaming họ đã cấm đi hai trợ thủ rất mạnh ở vào thời điểm hiện tại, đó là Timmy cùng với Bandung rồi. Và lượng trợ thủ có thể sử dụng của Taka nó sẽ bị ảnh hưởng, khi trước đó anh ta cũng đã có cho mình là Oma cùng với Sephira. Tôi đã không biết là liệu KA có muốn chơi một quân bài kiểu dạng như Kilgroth hay không. Nhưng với sự lựa chọn Veret này, tôi nghĩ khả năng cao hoàn toàn có thể thôi là KA sẽ chơi quân bài này rồi. Hiện tại thì nếu như có thêm Kilgroth vào trên đội hình của IGP Gaming thì đó sẽ là một đội hình hoàn toàn không sợ những cú ủn đến từ Superman. Với việc bật cho mình cái chiêu cuối thì Kilgroth có thể miễn được hiệu ứng, và từ đó những cú ủn liên tiếp đến từ Superman ít nhiều sẽ gặp thêm những sự khó khăn. Nhưng trước mắt là Superman sẽ phải chơi với cả Daxi và Châu Na, tôi nghĩ rằng sẽ không có sự dễ dàng dành cho người chơi Superman bên phía của VC The Dark. Họ kết thúc lượt sự lựa chọn của mình với việc có thêm Lumbua ở vị trí trợ thủ, và cuối cùng là cần mà mình một vị pháp sư để xả lượng sát thương từ xa. Khi mà In The Dark đã có cho mình một dàn chắn để băng vào tấn công đối phương rồi thì cần một vị pháp sư có một cú sấy để gây được sát thương lớn từ xa, thì có lẽ khả năng cấu gì ở đến từ Kali nó là tốt hơn. Bên phía của IGP Gaming vẫn còn thiếu cho mình đó là một vị trí đường đơn. Một đường đơn nữa sẽ dành cho HTVC IGP Gaming, hoặc là họ có thể lựa chọn ở một vị pháp sư đi khu đường giữa, cũng là một lựa chọn dành cho bên phía của IGP. Cũng khó, tại vì tôi nghĩ rằng là Elsu khả năng cao sẽ ở vị trí đường giữa. Khả năng cao là Elsu sẽ ở bên vị trí đường giữa trong tay của Lạc Lạc, và cuối cùng đó sẽ là Ryoma. Để xem nào, hoàn toàn có thể là Ryoma đi rừng. Veret đang là tướng được sử dụng nhiều nhất tại đấu trường danh vọng mùa đông 2019 với 26 lần được chọn, 13 lần cấm và 13 chiến thắng. Rõ ràng đây là một con số tương đối ấn tượng, bởi Veret là một trong những vị tướng
đang khá toàn diện ở cả khả năng đẩy đường lẫn khả năng pha và khả năng hồi phục càn quét trong giao tranh khi tích được cho mình cái nội tại huyết xích. Thực ra Vélez cũng có đôi chút đâu đó là khả năng khống chế nữa, khi cái song khống xích chế của giữ cô đúng ta không? Có thể giữ được đối thủ, kéo giật đối thủ về phía của bản thân Vélez ở trong một quãng khá là ngắn. Dù vậy thì cái quãng ngắn đó nó cũng đủ để cho cái nội tại huyết xích được quẹt trúng vào người của đối thủ trong trường hợp mà kích hoạt kịp thời cái nội tại đó. Đó là cái sự ưu việt mà Vélez có thể mang đến trong tình huống giao tranh, và nó sẽ nằm trong tay của KA ở ván đấu này. Rồi và cuối cùng thì Sun sẽ chơi quân bài Darcy ở vị trí đi rừng. Và nên nhớ trong ngày thi đấu hôm nay, hai ván đấu đầu tiên là một phong độ hủy diệt đến Sun. Và anh Tao đang cầm cho mình một quân bài mà tôi nghĩ rằng là rất mạnh. Ngược lại thì Quang Hải anh ta sử dụng cho mình quân bài Lindis. Trong ván đấu này thì Lindis đã được Quang Hải sử dụng tổng cộng là 3 lần trong những trận đấu đã qua rồi, và anh ta chỉ có được 1 chiến thắng thôi. Đó chính là chiến thắng trước ZD ở trong vòng đấu mở màn. Còn lại đó là 2 thất bại của Quang Hải với vị tướng Lindis. Thì ván đấu trước đó chúng ta cũng đã thấy khả năng kiểm soát bản đồ của Lindis trong tay của Sun nó là cực kỳ ấn tượng. Ván đấu này thì điều quan trọng đó là Quang Hải liệu có làm được cái điều giống như là Sun đã làm hay không, và cùng với đó là khả năng farm cực kỳ ổn của Lindis trong tay Sun nữa. Quang Hải sẽ cần phải chứng tỏ rằng anh ta cũng sẽ làm được như vậy. Ở ván đấu thứ hai thì đó là một ván đấu mà khả năng farm của Sun gọi là tối thượng, khi anh ta đạt được cho mình cấp độ 15 ở một khoảng thời gian quá sớm và vượt so với cả thời gian 11 phút, và cấp đạt được cấp độ 15 là vượt so với cả chỉ tiêu của một người chơi đi rừng chơi Lindis thông thường. Quá nhanh so với quy định. Quá nhanh, quá nguy hiểm là những gì mà chúng ta thấy được ở Sun ở ván đấu vừa qua. Và liệu Quang Hải với việc anh ta cầm cho mình vị tướng Lindis này thì có gây được sự sát thương giống như cách mà Sun đã hủy diệt In The Dark ở ván đấu trước đó hay không? Hiện tại thì Sun đang có cho mình một vị tướng có khả năng gây sát thương tương đối dồi dào là Darcy. Ở ván đấu thứ nhất, Quang Hải cũng có những tình huống gánh team với quân bài Darcy này. Darcy trong tay Quang Hải ở ván đấu trước đó không phải là một Darcy quá tệ. Anh ta có cho mình được KDA, tôi nhớ không nhầm tại thời điểm đó là 6-3-1. Một KDA tôi nghĩ rằng là tương đối ấn tượng, và anh ta có những cú đặt cho mình ma trận thứ nguyên cũng khá là đẹp và nó trúng được nhiều thành viên. Nhưng có chăng là sự gánh team của Quang Hải là không đủ mà thôi, khi mà các thành viên của bên phía In The Dark tỏ ra quá yếu, đặc biệt là vị trí trợ thủ trong tay của Taka đó là quân bài Oma cũng không thể được quá nhiều, nên rất đáng tiếc là họ cũng không thể có được cho mình một trận thắng trước IGP Gaming. Đây là trận đấu mà IGP Gaming buộc phải tất tay. Bởi lẽ họ sẽ gặp rất nhiều những bất lợi trong cuộc đua vào top 4 nếu như để thua 3 trắng trước IGP Gaming. Nếu như họ có được một ván thắng trước IGP Gaming thì có chăng họ vẫn có thể níu kéo được cơ hội, nhưng thua 3 trắng thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó sẽ là câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là hơi đáng tiếc ở Adonis Esports, đúng không? Họ sẽ rơi xuống bằng với điểm số của chính Adonis. VNC in the Dark nếu như thua 0-3 ở trong trận đấu này với IGP Gaming thì họ sẽ có cho mình là âm 5 điểm và sẽ rơi một mạch xuống vị trí thứ 7 bằng điểm với Adonis Esports. Trong khi đó thì với IGP Gaming thì đây sẽ là một cú nhảy cực kỳ quan trọng dành cho đội tuyển này. Họ sẽ vươn lên vị trí đầu bảng một lần nữa, cướp lấy ngôi đầu của Team Flash, khi mà trước đó thì họ cũng đã có thời điểm có được vị trí đầu bảng rồi. Tôi nhớ đó là sau vòng 2. Sau vòng 2 là đội tuyển chễm chệ ở ngôi đầu, thậm chí đứng trên cả Team Flash, khi mà ở thềm đó thì Flash đã gục ngã trước Swing Phantom ở vòng đấu đầu tiên. Rồi, và có lẽ chúng ta sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian ít giây nữa. Có lẽ sẽ có những trục trặc. Và như thường lệ thì tôi và anh Hoàng Sơn vẫn luôn luôn phải có những sự trục trặc, nhưng nó cũng không diễn ra quá lâu như ván đấu trước đó. May quá. Đã đến với ván đấu chúng ta ngay sau đây. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đến với ván đấu bản lề của trận đấu này, bởi đó là ván đấu mà chỉ cần IGP Gaming có được chiến thắng thì họ sẽ có được trọn vẹn những điểm số trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Và đã có một tình huống muốn tập trung vào gây áp lực lên khu vực bùa đỏ bên phía của In The Dark, và họ chỉ dừng lại ở mức là quấy rối mà thôi. Và ngay lập tức là các thành viên IGP Gaming họ lui về khu vực đường trên. Có vẻ như đang có lỗ máu dành cho KA khi PlayS có vẻ như đang trao đổi chiến thức tốt hơn so với cả Vered. Lỗ máu đôi chút đến từ KA, và chúng ta cũng đang được nhìn những bộ phù hiệu được mang bởi các thành viên của cả hai đội tuyển. Không có một sự thống trị đến từ Thánh Thuẫn nữa, đã có những sự xuất hiện của đấu khí trong tay của KA, và cùng với đó là ma chú được Daim đang sự không ma tính thì đúng hơn. Taka thì đang cũng khá ăn chắc mặc bền. Anh ta cầm cho mình cái thanh tẩy để chống lại được cú ma trận thứ nguyên đến từ Sun. Và ta còn cầm thêm cho mình cái mộc giáp nữa. Thì cái mộc giáp đấy có thể giúp cho anh ta hóa giải để hiệu ứng khống chế và gây lượng sát thương phép khi anh ta phải chịu những đòn tấn công đến từ bên phía đối phương. Với tổng cộng 20 lần cộng dồn đúng không? Đây là tình huống mà Chobit anh ta đứng khá cao lấy sai cho đồng đội của mình. Có trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ với Taka. Blaze anh ta đến lượt Florentino bị đè bởi KA, khi mà trước đó có lẽ KA đã kích hoạt cái nội tại của mình thành công và vừa hồi máu vừa khiến cho đối thủ bị thiệt đi một lượng máu. Goro bị cấu bởi Lạc Lạc sau cú viễn trình kích chính xác. Và Chobit hỗ trợ Lạc Lạc trong pha đẩy đường ở khu vực đường giữa này. Taka bị phát hiện, Taka phải lui. Goro có vẻ như khá khổ sở.
bởi khả năng cầu máu đến từ Lạc Lạc trong đầu trận đấu, ít nhất là Goro sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Goro cần có những tình huống đẩy lính thật nhanh và sau đó là hỗ trợ ngầm đội của mình với khả năng đảo canh tốt của Superman. Nhưng anh ta bị cấu một lượng máu tương đối nhiều khu vực đường giữa, và ở với khu vực đường giữa có vẻ như đang có tình huống nhấp nhả nhau. Trước mắt là ICP sẽ có được cho mình con rơi quỷ và nó nằm trong tay của KA. Và đây là tình huống mà Quang Hải anh ta rất dứt khoát lao luôn đến con rồng hắc ám đầu tiên trận đấu này. Daim anh ta bị đẩy bởi Daim, bị dồn sát thương bởi Quang Hải. Daim lên bảng điểm số trong tình huống này và first blood dành cho Quang Hải. Tiếp tục là tấn công vào người của Taka và đó là tình huống đổi mạng một đổi một. Quang Hải kẹt lại ở giữa, anh ta đã phải nằm. Goro đẩy vào người cho biết Goro vẫn chưa lấy được mạng ở cho biết trong tình huống này. Cho biết thoát đi được với một chút máu mà thôi. Trong khi đó thì ở đây K đang tỏ ra quá lực với con bài Veres này. Phun hoa thành công đến từ Blaze, nhưng Blaze có sự tấn công đến từ cả Veres và cả Lạc Lạc nữa. Anh ta mới là người phải nằm. K rất quyết đoán và sự hỗ trợ kịp thời đến từ cả Sun và Lạc Lạc đã giúp cho anh ta vừa giữ được mạng sống, lại vừa tham gia để hạ cục được Blaze. Trước đó một tình huống mà Goro có một cú ủn tôi nghĩ rằng là tương đối bất ngờ. Và nó cũng gây được rất nhiều sát thương lên các thành viên của VP ICP Gaming. Nhưng tạm thời thì lợi thế về điểm hạ gục vẫn đang nghiêng về cho ICP Gaming. Với những lần chỉ tôi nghĩ rằng là vô cùng dứt khoát đến từ Sun, anh ta cũng có được 3 lần tham gia hỗ trợ điểm hạ gục dành cho bên phía của ICP Gaming. Người xa nhất trên bản đồ hiện tại đang là KA, khi anh ta có đến 2 điểm hạ gục ngay ở trong những giây phút đầu tiên trận đấu. Chính xác, và bây giờ tiếp tục là ăn con rồng đầu tiên của trận đấu này. Có đầy đủ 4 người ICP làm được điều đó một cách tương đối dễ dàng. Trước đó thì đã có tình huống mà Goro cũng đã có những cú đẩy thực sự là nỗ lực ở khu vực hang rồng, nhưng chừng đó đối với siêu nhân là chưa đủ. Đây là có solo kill, KA cùng Blaze tiếp tục có những pha tấn công vào người của nhau. Blaze anh ta phun hoa trượt trong pha này, song xích của KA nó cũng trượt và lui về thành công đến từ Blaze. Rất khó chịu, Taka tiếp tục bị đi lẻ, nhưng Goro đã đến để kịp thời giúp cho Taka thoát lui một tình huống rất nguy hiểm mà hoàn toàn Taka thể sốc sát thương và mất ngay cho mình một điểm hạ gục. Martin buộc phải sử dụng mình cái chiêu cuối để giải tỏa đợt lính khi anh ta không dám băng lên quá nửa sông để có thể dọn được đợt lính đấy. Và những cú viễn trình kích của Lạc Lạc vẫn tỏ ra là tương đối chính xác với những pha mà anh ta cấu máu chính xác vào người của thành viên yếu máu của đối thủ, trong đó có Martin. Sun đang đứng trong bụi này và sẽ chờ tên lính này lên để có những pha thả chiêu cuối vào người Sun của Blaze. Sun đang có chiêu cuối nhá, anh ta đang có chiêu cuối. Đó, cả KA sử dụng chiêu cuối để khép góc Blaze. Blaze băng lên và anh ta tấn công vào người của Veres. Phun hoa chính xác người Veres, anh ta đang chuyển khá ảo diệu. Veres đang là người yếu máu. Sun không hỗ trợ quá nhiều cho người bạn của mình và KA sẽ phải bị hạ gục trong tình huống này. Sun anh ta không hiểu là đã làm gì trong pha đó khi không có bất kỳ một hỗ trợ nào cho KA cả. Có lẽ anh ta cũng chưa kịp hồi chiêu nữa và những cú chỉ anh ta cũng chưa thể đạt được lượng sát thương để hạ gục được Blaze. Vì căn bản trước đó anh ta đã sử dụng chiêu cuối để bắt vào Blaze, nhưng rất đáng tiếc cái chiêu cuối đó lại không trúng vào người của Blaze nên anh ta đã có thể thoát lui. Và đây là tình huống mà cho biết anh ta bị cấu máu bởi cú bắn của Quang Hải. Goro đẩy vào những con lính là nhiều hơn là đẩy vào thành viên của IGP Gaming. Bốn người của Enzydark đang có mặt ở khu vực đường giữa này và họ sẽ chia nhau ra để tiếp tục phòng thủ các khu vực đường mà thôi khi mà còn 20 giây Goro, nữa. Goro. Mới có con rồng tiếp theo, đây là pha tập trung tấn công cùng từ dưới Goro, đẩy lui được 3 người nhưng đó vẫn là những con lính có mặt ở cái trụ cột khu vực đường dưới. Taka đến muộn, Taka chưa dùng của mình long trở lại đất bây giờ mới có thì nó không trúng ai. Cú sấy khá chất lượng đến từ Martin, lui về thành công đến từ 4 thành viên của IGP, họ có trụ và đó là kết quả mà IGP họ mong chờ. Và họ đã cầu thêm một cái cấp cứu đến từ Chobit nữa. Cú sấy đó để giúp cho bên phía của IGP mình lui về mà thôi, còn nó cũng không gây được thêm nhiều sát thương. Và bây giờ một tình huống phòng thủ đến từ bên phía IGP Gaming, có cây đây là ăn chắc họ phòng thủ được nhưng Chobit mất quá nhiều máu. Chobit bị tiêu hủy trong tình huống này và người có mạng của anh ta đó chính là Quang Hải. Và tiếp tục là Lạc Lạc có những cú bắn ở khu vực đường giữa, anh ta đang đặt cho mình những cái ưng chạm nó không quá là hiệu quả khi nó liên tục bị dẫn lên bởi các thành viên bên phía của Enzydark và không có nhiều tầm nhìn dành cho Elsu để anh ta có thể thực hiện những cú bắn với tầm nó là cao nhất. KA cần phải rất cẩn thận, bây giờ anh ta không thể nào chơi lại được với Blaze ít nhất tại thời điểm này. Sấy rất đau đến từ Lạc Lạc. Là tốc biến Goro rất dứt khoát, Goro băng vào cái trụ thứ hai, ta lấy được mạng của Lạc Lạc trong tình huống này. Lạc Lạc vừa mất cho mình cái tử thần nhưng điều đó không giúp cho anh ta sống được quá lâu bởi đó là cú ủn vào rất quyết đoán đến từ Goro. Sát thương này mà Martin gây ra với quân bài Kali nó là quá nguy hiểm. Blaze lại tiếp tục cân hai lần thứ hai trận đấu này, KA mất rất nhiều máu. Anh ta nhặt hoa và anh ta quay trở lại để xả sát thương. Sun có hai bùa dưới chân, con xe thì vẫn đang bắn vào cái trụ và lựa chọn của Blaze nó quay lại để phòng thủ cho mình cái trụ một khu vực đường trên mà thôi. Để Martin sấy chúng và Daim đang quyết định quay trở lại tế đàn thì anh ta sẽ phải có một tình huống mà anh ta sẽ phải thực hiện lại. Daim phải biến về hai lần và đó là bị hủy bởi Martin liên tục. Khu vực đường trên vẫn sẽ là cân hai đến từ Blaze, anh ta tỏ ra tương đối tự tin thì phải. Martin có vẻ như là Blaze cầm cho mình đó là cái đấu khí, điều đó giúp cho sát thương của anh ta được cải thiện. Nhưng anh ta cũng đánh không sợ được cho không sợ những tình huống gọi là đặt vòng đến từ Sun ít nhất ở thời điểm này. Chúng ta thấy được anh ta liên tiếp có những tình huống gọi là cân 2 và liên tục là cân 2 và vị trí đến từ Sun và cả KA nữa.
Bây giờ thì đã có tình huống và Dai mà anh ta vượt lên trên nhờ cho mình sử dụng cái thần hành bách biến lạc lạc cấu máu. Nhưng lúc này thì cái trụ bột khu vực đứng giữa của bên phía IGP đã được giải quyết bởi In The Dark rồi. Lượng tiền thì In The Dark đang có sự đỉnh hơn khoảng 500 tiền so với HTVC IGP Liên Minh. Sát thương chủ lực của họ và thì hiện tại đó chính là người đi dùng Quang Hải đang có tốc độ lớn là tương đối ổn. Đường trên có vẻ như PlayS vẫn đang tiếp tục cái thế thống trị của mình. Anh ta đang cầm đấu khí giúp cho anh ta vừa tăng tốc chạy, sau đó sẽ giúp cho anh ta có được khả năng xuyên giáp, và đó là lý do vì sao anh ta chém rất đau vào người KA. Anh ta vừa có thể thoát lui được lại vừa có thể gây được sát thương lên người KA nữa. Sun buộc phải chạy trốn mấy cái chiêu cuối của mình. Sun khá cẩn thận thì gửi cho mình chờ mình, đó là cái chiêu cuối để có thể chạy trốn. Blaine đã băng vào trụ tấn công người của Sun và cả KA nữa. Chưa bao giờ tôi thấy KA lại bị đè nén nhiều như thế này, và vẫn là các thành viên của In The Dark họ quyết tâm lấy đi mạng của KA. KA vẫn còn một chút máu, anh ta đã phải nằm. Sức sát thương cuối cùng nó thuộc về Taka. Chobit đang bị lùa, Blaze là người yếu bóng. Blaze đã phải nằm, Martin lấy được mạng của Sun. Trong khi đó thì Chobit đang bị thả diều, và đây sẽ là cú giấy lấy đốt cái mạng của Chauna. Khu vực đường giữa tiếp tục là áp lực mà Goro gây ra. Goro vừa hạ gục được cái mạng của Lạc Lạc, và anh ta sẽ lấy được thêm một cái trụ nữa khu vực đường giữa. Dai không thể phòng thủ được, và đây là con quái vật Superman trong tay của Goro khi anh ta đã khiến cho đội hình của ISP mình bị khuấy đảo hoàn toàn. Martin có một trận thi đấu quá tốt với quân bài Kali này, và ngay lập tức là bên phía của VCN đã chủ động ăn ngay cho mình con tàn thần Zeta này. Ở những trận đấu trước đó thì điểm sáng là Quang Hải, nhưng ở trận đấu này thì các thành viên của bên phía đều chơi rất tốt. Đó là Beret, đó là Martin, và bây giờ là cả những người chơi như Goro nữa. Và hiện tại lượng tiền đã là hơn 2.000 tiền so với cả IGP Gaming, và họ đang có rất nhiều lợi thế. Ở trận đấu này PlayS hoàn toàn thắng đường so với KA. Đồng ý. Bên ta ở trong trận đầu trận có những tình huống giao tranh có lợi dành cho bên phía của ATVC IGP Gaming, nhưng sau đó thì PlayS anh ta tỏ ra hổ báo hơn và mạnh mẽ hơn với việc có những pha băng lên gần 2. Thậm chí cả sự hỗ trợ của Sun cũng không giúp cho KA có thể chơi tốt ở vùng đứng trên của mình. Đồng và lúc này con tàu đường xây ra nó đã được dành cho bên phía của In The Dark. Frantino còn có sát thương chuẩn nữa, và điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng tới khả năng trao đổi chơi thức đến từ quân bài Veret trong tay của KA. Sát thương là rất nhiều, và một lần nữa con rồng hắc ám dành cho bên phía của In The Dark. Sấy rất đau, KA phải chạy, anh ta không chạy được. KA vẫn còn đó một chút máu, và cuối cùng thì anh ta cũng đã phải nằm một tình huống đi lạc đến từ Veret, và bây giờ là lượng người nhiều hơn dành cho In The Dark. Họ đã thả rồng khu vực đường dưới và đang tụ tập khá đông người ở khu vực này, có lẽ sẽ quyết tâm bóc đi toàn bộ dàn trụ ngoài của bên phía In The Dark. Bên phía IGP Gaming thì đúng hơn với con rồng tiên phong Molester cùng với những con xe lính đang được tiến lên dần dần. Sun có bùa xanh, Sun đặt vòng, Taka đang vào, và Chobit là người cố gắng đẩy ngược Taka trở lại nhưng không ăn thua với cú sấy cực kỳ khó chịu này, khép bóc toàn bộ thành viên của IGP và khiến cho cơ hội tấn công vào trụ bậc thềm này nó mở ra dành cho In The Dark. Tiếp tục bóc vào Play, anh ta làm choáng được hai người, tiếp tục tấn công. Lạc Lạc là người phải nằm xuống, con rồng nó nhả vào cái trụ bậc thềm khu vực đường dưới này. KA đến, KA bị dồn sát thương, KA sẽ phải nằm thêm một lần nữa. Goro tiếp tục bóc vào, Goro lấy đi cái mạng của Sun, và đây là tình huống quét dơ khi chỉ còn một mình. Đó là Dai ở trên bản đồ mà thôi, anh ta đã buộc phải quay trở về nhà. Và đêm sẽ được làm gì trong pha này đây? Anh ta không làm gì cả, anh ta bị sấy bởi binh đoàn ma quái, và đó là quét sạch. Sẽ có chiến thắng dành cho In The Dark khi mà một đàn lính cùng với xe đang tiến vào đây. Và đó là bá đạo dành cho Quang Hải khi anh ta hạ được cái mạng của Ryoma. Và trận đấu sẽ tiếp tục đến với ván đấu thứ tư. Một trận đấu thực sự quá thuyết phục đến từ In The Dark với những thành viên đặc biệt là Goro. Trong trận đấu này với những cú ủn của anh ta là quá chất lượng, và một ngày thi đấu phải nói là cực kỳ thăng hoa với PlayS. Quân bài Florentino đã hoàn toàn chấn áp được sự hủy diệt đến từ KA. Và KA đã có thất bại đầu tiên trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Với quân bài Veret này, anh ta hoàn toàn thua đường so với cả Hiệp, đây là bộ phù hiệu được sử dụng ít nhất. Chói buộc và mộc giáp được sử dụng rất nhiều. Đặc biệt là cái mộc giáp có khá nhiều tác dụng. Nó vừa hóa giải ứng khống chế, lại vừa có thể gia tăng khả năng hồi máu trong một khoảng thời gian ngắn. Thì đó là một trong những phù hiệu khá phù hợp. Và sau đó là cả chói buộc nó phù hợp với những vị tướng có khả năng sử dụng những chiêu cuối kiểu dạng như là hất tung rồi sau đó là đánh lui, đúng không? Làm choáng kiểu dạng như ba Doom hay là Ibernet, thì cái phù hiệu chói buộc nó gọi là Donny đóng giày cho những vị tướng như thế rồi. Còn lại thì du hiệp có vẻ như nó vẫn chưa có một độ hiệu quả nhất định, ít nhất là tại thời điểm này. Thực tế thì gần như là tất cả các vị tướng theo chất là support đều có một cái chiêu nào đấy để có thể gọi là hất tung hoặc là làm choáng đối thủ. Nói chung là một chiêu khống chế, một chiêu có khả năng tạo ra khả năng khống chế, và đó là lý do mà chói buộc đó đang là cái phù hiệu tương đối hot dành cho những vị tướng trợ thủ.
quay trở lại với ván đấu thứ ba, ván đấu tiếp tục là ván đấu chung kết dành cho VC The Dark. Họ sẽ phải thắng nếu như không muốn nhận thất bại chung cuộc trước HTVC IGB Gaming. Và nhớ lại trận đấu chung kết của Serie B thì HTVC IGB Gaming họ cũng đã có được chiến thắng trước VC In The Dark với tỷ số là 3-1. Chắc chắn là In The Dark họ sẽ không muốn điều đó được lặp lại. Và đang có những lượt cấm trận đầu tiên được diễn ra với việc là IGB Gaming vẫn là lượt cấm tiếp theo hướng đến Enzo. 100% họ đã cấm đi Enzo ở trong những trận đấu đối đầu với In The Dark. Họ hoàn toàn không cho Quang Hải được động tay vào vị tướng này. Và lượt cấm tiếp theo của họ đó chính là Timmy. Trong khi đó thì In The Dark đang có hai lượt cấm khi mà HAT vẫn đang là một lượt cấm gần như là bắt buộc In The Dark phải có, cùng với đó là Sephira. Rồi và đây là sự lựa chọn Phoenix đến từ bên phía của IGB Gaming. Họ đang muốn all in, muốn tất tay cho ván đấu này khi họ đã sử dụng cho mình vị tướng xạ thủ được đánh giá là mạnh, một trong những vị tướng mạnh nhất tại thời điểm này ở khu vực đường rồng. Trước đó thì nó liên tục nằm trên bảng cấm và người cấm nó là IGB Gaming. Ở những lượt cấm trước đó thì IGB Gaming ở bên phía đội đỏ và họ luôn luôn cấm vào sự lựa chọn là Enzo và sau đó là cả Phoenix nữa để cấm thẳng vào vị trí đến từ Quang Hải. Nhưng lần này thì IGB Gaming đã ở bên phía đội xanh và họ cũng ngay lập tức lựa chọn Phoenix để cho Daim được gánh team. In The Dark đổi ngược lại, họ có một kèo trao đổi tôi nghĩ rằng là hoàn toàn là hòa khi họ có được một Violet khu vực đường rồng rất mạnh và thêm vào đó là một vị tướng pháp sư thuận tay dành cho Martin, đó là Lyanna. Lyanna vẫn đang là một trong vị tướng ổn nhất ở khu vực đường giữa ở meta này với cái phù hiệu đó là thần quang. Những cú vẩy choáng của Lyanna được cộng hưởng với sức mạnh sấm sét, nó sẽ mang đến lượng sát thương là rất lớn, đặc biệt là trong giai đoạn cuối trận nữa. Đổi lại thì bên phía của IGB Gaming họ muốn chơi lại cái bài Superman khi đó là sự xuất hiện của vị tướng này và nó sẽ nằm trong tay của có lẽ là KA. Và một vị tướng đi đường giữa, một vị pháp sư cổ điển và cũng đã xuất hiện từ đời đầu của Liên Quân Mobile, đó chính là Chrissy sẽ có ở trong tay của Lạc Lạc. Đối ngược lại thì VC The Dark đang có cho mình một trợ thủ có khả năng lật kèo rất tốt với chiêu cuối có sức mạnh rất lớn của mình, đó chính là Bandung với cái điện giam. Nói chung đây là một cuộc đi chợ tôi nghĩ rằng khá là ngang phèo đến từ In The Dark và IGB Gaming ở trong phase chọn đầu tiên. Rồi, một vị tướng cần một sự đột biến cao thì đó là Superman và tôi nghĩ rằng nó ở trong tay của KA. KA sẽ chơi Superman và PlayS sẽ có những đối sách gì đối đầu lại với cả anh ta. Trước đó thì Goro cũng đã có màn trình diễn rất tốt vị tướng này. Còn lần này thì IGB Gaming trong tay của KA, người chơi đường đơn được gọi là một trong những người chơi đường đơn tiêu biểu của đấu trường danh vọng mùa đông 2019. Anh ta sẽ có màn thể hiện như thế nào? Trước đó thì bên phía của IGB Gaming còn lựa chọn thêm cả Chrissy cho Lạc Lạc với cái mưa sao băng. Trong những tình huống giao tranh tổng nó sẽ khá là có lợi khi đó là một tình huống hất tung, sau đó là bướm ảo và cuối cùng là khép góc ở một cái chiêu cuối tầm diện rộng như mưa sao băng nữa. In The Dark đã cấm đi cho mình đó là Florentino và không biết họ sẽ cấm những sự lựa chọn nào đây. Đang cấm vào đường đơn đến từ cả hai đội tuyển khi mà cả Florentino lẫn Veres đều xuất hiện ở trên bảng cấm. Nhưng đây sẽ là những lượt cấm có lẽ sẽ là hơi bất lợi hơn dành cho VC The Dark. Nếu như có thêm một lượt cấm vào đường đơn nữa, có thể đó sẽ là Omen hoặc là Killgrot. Và vừa nói thì Omen đã xuất hiện ở trên bảng cấm của In The Dark rồi. Có thể thấy là một đường đơn của In The Dark thì đã có với vị tướng Violet. Họ vẫn sẽ còn một vị tướng theo kiểu dạng đấu sĩ nữa ở khu vực đường đơn còn lại. Yena tiếp tục là lượt cấm bên phía của IGB Gaming. Vậy là 4 vị đấu sĩ có thể chơi được ở vị trí đường tà thần Caesar đều bị cấm lại. Và đây sẽ là một cuộc tranh chấp mà giữa hai người chơi đường đơn bên phía của hai đội tuyển. KA thì trước mắt anh ta đã có cho mình một sự lựa chọn hiệu quả rồi, đó là quân bài Superman. Nhưng Blaze anh ta vẫn chưa có được cho mình quân bài đi đường đơn. Và điều đó sẽ khiến cho anh ta bị giới hạn ở bể tướng rất lớn. Anh ta vẫn còn cho mình tương đối nhiều sự lựa chọn. Có thể nó sẽ là quân bài Irie hoặc là một số những quân bài khác. Nên nhớ rằng là anh ta đã chơi, điểm lại những vị tướng mà anh ta chơi nè. Đó là Killgrot ở ván đấu thứ nhất, Senel ở ván đấu thứ hai và ván đấu vừa qua thì là Florentino. Bể tướng dành cho PlayS tại thời điểm này không còn quá nhiều nữa. Nhưng trước mắt là In The Dark họ sẽ lấy cho Quang Hải một vị tướng mà anh ta chơi tốt, đó là Quillen. Còn sau đó thì PlayS có lẽ sẽ tự lo liệu cho mình với việc là anh ta còn cho mình một số những lượng tướng đường đơn có thể chơi được. Và tôi thấy tiêu điểm nhất hiện tại đang có đó là Irie, khá là hiệu quả. Thực ra đây mới là lần đầu tiên mà Quang Hải anh ta mang Quillen vào một trận đấu tại đấu trường danh vọng mùa đông này. Tôi đã kiểm tra các vị tướng đã được sử dụng bởi Quang Hải thì đâu đó anh ta còn dùng cho mình là Quicknack, là Zephyr và Zeal. Nhưng
Riêng với Quillen thì đây mới là lần đầu tiên mà tôi thấy Quang Hải sử dụng cho mình quân bài Quillen. Thực ra tôi nghĩ với một nhân vật kiểu như leo rank thách đấu như Quang Hải thì việc sử dụng cho mình quân bài Quillen nó là bắt buộc là anh ta phải chơi giỏi Quillen. Anh ta phải chơi giỏi Quillen. Ở trong một số stream tôi đã nhìn thấy anh ta chơi, anh tôi đã chứng kiến anh ta chơi hai quân bài rất nổi bật, đó là Nakroth cũng như là Quillen. Trước đó thì Quang Hải trước khi thi đấu chuyên nghiệp cũng đã tạo được cho mình một cái tiếng vang khá lớn trong cộng đồng Liên Quân Mobile, là một trong những người chơi thách đấu và có một kỹ năng cao, và chủ yếu là anh ta cho thấy cái tố chất của mình ở việc gánh team khu vực đi rừng. Rõ ràng là Quillen mới ra thì rõ ràng đây là vị tướng đi rừng nó là hot nhất rồi, liên tục xuất hiện ở trên bảng cấm. Nếu như để hở đi Quillen thì đó sẽ là sự đáng sợ, khi khả năng chém phía sau Quillen nó là sát thương chí mạng hoàn toàn. Và trước khi mà anh ta bị nerf cho đến phiên bản này thì Quillen luôn luôn là một thế lực ở trong khu vực đường rừng, và tôi nghĩ rằng với một người đúng là leo rank thách đấu như Quang Hải thì chắc chắn việc anh ta chơi tôn tạo Quillen là đương nhiên, có điều là anh ta chơi như nào ở đấu giải mà thôi. Bên phía của IGB Gaming, hai lựa chọn cuối cùng của họ đó sẽ là Omar cùng với đó là Van Hên. Còn ngược lại thì In The Dark họ cũng đã có được lựa chọn cho mình ở khu vực đường đơn là Richter cho Blaze. Chúng ta có lẽ quên mất vị đấu sĩ đi đường đơn cũng rất ổn này, và vẫn còn đó là Richter dành cho Blaze, hoàn toàn là một kèo không đến nỗi nào khi kèo mà anh chơi ta được chơi được kèo anh ta chơi được với cây ơi. Thậm chí là khả năng cầu máu đến từ Richter sẽ là tốt hơn khi anh ta có những cú rình ở trong bụi và sau đó kích hoạt cái nội tại kiếm đỏ. Anh ta băng ra đằng trước và sau đó là cấu với lượng máu rất nhiều, với việc anh ta núp bụi và hất tung được Superman lên cũng khiến cho khả năng tích cái nội năng đến từ Superman bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Ở dưới các bạn là hình của một cái fun fact khá thú vị. Phoenix đang là vị tướng có nhiều điểm hạ gục nhất đấu trường danh vọng mùa đông 2019 với 93 điểm hạ gục, 23 lần lựa chọn, 10 lượt cấm và 15 chiến thắng. 15 chiến thắng trên tổng số 23 trận mà vị tướng này xuất hiện tôi nghĩ rằng là tôi đối ấn tượng. Tỷ lệ thắng có thể rơi vào khoảng độ 70 đến 75%. Và nhớ rằng là chúng ta thấy rằng thường là những vị tướng có khả năng gọi là giết được người nhiều nhất đó sẽ là những sát thủ, nhưng ở đây đó lại là một vị xạ thủ, đó là chú cáo siêu thanh Phoenix, là người có được đến 93 điểm hạ gục cho đến thời điểm này. Có thể nói cho đến hiện tại cái phiên bản này đang chứng kiến sự lớn mạnh cực kỳ lớn của Phoenix. Gần như Phoenix vẫn đang là một vị xạ thủ mang lại quá nhiều được cái ảnh hưởng của mình trong cái cách mà anh ta có thể di chuyển khu vực đường rồng và gây ra áp lực vào con rồng đầu tiên, sau đó hỗ trợ rất nhiều cho những người đồng đội của mình trong việc ăn đi con rồng đầu tiên với chiêu cuối của mình, đó là cái lốc siêu thanh nữa. Thì rõ ràng là việc có được Phoenix trong ván đấu này cũng là một thành công cực kỳ lớn. Và sự điều chỉnh vị tướng này đến từ phiên bản nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới việc mà vị tướng này được tung ở vị trí đi đường rồng. Phoenix bắt đầu nổi lên ở giai đoạn của LEC 2019 với việc được thay đổi, được điều chỉnh khá nhiều. Anh ta sẽ có cho mình đó là đòn bắn thứ tư gây chóa mà gây thêm sát thương. Sau đó là lốc siêu thanh có thể rút về được, và cái lốc siêu thanh cũng gia tăng lượng sát thương chí mạng. Chí mạng là rất nhiều. Những lần quay cái lốc siêu thanh thì rõ ràng đó là một sự điều chỉnh để giúp cho nhược điểm thiếu sát thương giai đoạn cuối trận đấu của Phoenix được cải thiện khá nhiều. Và vô hình chung nó giúp cho Phoenix lại quá thích hợp ở vị trí xạ thủ đường rồng, vốn là vị trí mà Phoenix này phải thuộc về khi mà vị xạ thủ này được ra mắt. Và chúng ta bắt đầu ngay vào trận đấu giữa IGB Gaming và In The Dark, ván đấu thứ tư. Nhưng hãy nhớ rằng ván đấu này thì Phoenix sẽ được thả vào đường rừng trong tay của Sun. KA anh ta bị cầu máu khá nhiều, cũng đã mất luôn cho mình nội tại của Thánh Thuẫn ngay trong giai đoạn đầu. Có lẽ anh ta đã bị Richter có cú chém từ trong bụi chính xác. Trong khi đó thì Chobit bị hất lên với Taka và cũng dính luôn, phải một cú bắn ở trụ một khu vực đường giữa. Anh ta cũng đã kích hoạt luôn cho mình nội tại Thánh Thuẫn rồi. Bless khu vực đường trên, anh ta vẫn đang cho thấy một thế tôi nghĩ rằng là có thể đi đường được tốt với cả KA. Còn KA thì anh ta đang hạn chế nhất những tình huống giao tranh với cả Bless. Anh ta sẽ hướng đến những tình huống ủn lính về bên trong trụ để dọn lính, sau đó là sẽ đến ganh. Sẽ có những pha đảo ganh rất nhanh với tốc độ đảo ganh đến từ quân bài Superman này để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình như Lạc Lạc hay thậm chí là khu vực đường dưới. KA là một trong những người chơi rất năng động, anh ta có thể xuống ngay khu vực đường rồng để hỗ trợ cho người đồng đội của mình trong những tình huống cần thiết, và những tình huống đó anh ta hỗ trợ là vô cùng kịp thời, như cái cách mà anh ta sử dụng mình Yena và sau đó là bắt thẳng vào Goro khu vực đường rồng vậy ở ván đấu trước đó. Thì rõ ràng KA là một trong những người chơi mà có hướng di chuyển tích cực nhất và nhiều năng lượng nhất bên phía của đội hình IGP Gaming. Richter đang lên đồ khá giống với Richter của đó là KA, anh ta lên luôn cho mình cái giày Hermes ngay cái đồ đầu tiên của mình. Tôi nghĩ rằng là học hỏi là một điều hoàn toàn chấp nhận được, bởi rõ ràng là độ hiệu quả KA khi thi đấu chuyên nghiệp với quân bài Richter với cái cách mà anh ta lên đồ đang có hiệu quả cao. Về mặt con số đang là 100% chiến thắng thì anh ta gọi là dĩ độc trị độc, tôi nghĩ rằng là không có gì quá khó hiểu cả. Quang Hải bật ẩn sát rồi, nhưng cây anh ta phát hiện ra điều đó khi cái ẩn sát nó cũng đã mất tác dụng, và đây sẽ là con rơi quỷ nó được tranh chấp bởi các thành viên của bên phía IGB cũng như là In The Dark. Cú lao đến của Sun, nhưng Sun sử dụng cho mình lốc siêu thanh, con rơi bò ra khỏi hang, con rơi nó sẽ quay trở lại khi không có ai dồn sát thương vào nó cả.
Quang Hải đang xuất hiện từ bên hông, tiếp tục quay trở lại với gần sát của mình, vẫn đang trên chiếc con rơi một cách nhiệt tình. Cây băng đến và dùng cho mình chiêu cuối của Superman. Không, thì anh ta chưa có cho mình chiêu cuối, đó chỉ là một cú hủ bình thường mà thôi. Taka tiến lên khá xa, anh ta bị dồn sát thương và Taka sẽ là người đầu tiên phải nằm xuống trong tình huống này. Daim mà Daim có được. Daim bắn xuất đầu đang khiến cho mọi thứ đảo. Anh ta có double kill, cú tốc biến lên hơi bị với của Lạc Lạc. Suýt chút nữa thì anh ta lấy được mạng của Quang Hải, và tình huống vừa rồi thì Sun mới là người có được mạng của Quang Hải, nhưng đó là cú bướm ảo rất hay của Lạc Lạc. Nhưng trước đó mà tình huống mà Daim đã tỏ ra mình là một người gánh team thực sự với việc mà anh ta sử dụng cho mình đó là Van Hen và lượng sát thương anh ta gây ra đầu trận đấu thực sự là rất ấn tượng. Tình huống auto tốc biến lên của anh ta cũng đạt được rất nhiều ấn tượng khi anh ta có cho mình hai điểm hạ gục. Và với việc có một pha giao tranh thắng lợi thì bên phía của IG Minh đang thuận lợi trong việc có cho mình hàng rồng đầu tiên. Một tình huống đến hỗ trợ thêm đến từ PlayS, nhưng tình huống hỗ trợ đó là hơi thừa. Và KA cũng đã xuống và có một tình huống trao đổi chiến thức ngược trở lại với cả Play. Rất may mắn cho bên phía IG Minh khi mà những điểm hạ gục của họ đều là dành cho những vị trí sát thương chủ lực, đó chính là Daim với vị tướng là Van Hen này. Anh ta đang có KD là 201 ngay ở giai đoạn đầu trận rồi, nên sớm cho mình cái giày tăng tốc đánh. Còn ở đây thì Blaze đang tương đối yếu máu sau những tình huống trao đổi chiêu thức với KA, đang có một thế khá thắng đường dành cho siêu nhân ở trong giai đoạn đầu của ván đấu này. Đây là một chỉ tiêu rất đẹp dành cho ICP Gaming, bởi đội hình ICP Gaming đang có những vị sát thương rất mạnh ra đầu trận đấu. Điển hình như cú đập châu Á đến Nitro Beat, tôi nghĩ rằng nó cũng là một phần giúp cho bên phía của ICP Gaming có tiền đề để mở giao tranh. Hai xạ thủ của bên phía IGP mình là Phoenix và Van Hen thì có được sát thương rất mạnh trong đầu trận đấu, nên việc mà Daim có sự quyết đoán như vậy là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Trên và đẩy, cú đẩy đầu tiên nó chính xác và lốc siêu thanh cũng được tạo ra. Play anh ta bị dồn choáng. Cú đẩy thứ hai thì nó không chính xác lắm, nhưng Play chắc chắn sẽ phải nằm trong vòng. Anh ta sử dụng cho mình cả tốc biến cũng không thể thoát khỏi tình huống truy sát đến từ KA. Nhưng bây giờ phải đang truy sát ngược lại, KA có được cho mình cái nội năng và anh ta tiến vào trạng thái phi hành để thoát đi. Trong khi đó Quang Hải bị mưa sao băng đẩy lui, và đây là tình huống giao tranh có lợi nữa dành cho bên phía của IGP. Ngay lập tức là liên tục những tình huống giao tranh dồn dập IGP Gaming, nhưng độ hiệu quả là rất cao. Và họ có được thêm cho mình một điểm hạ gục nữa, họ có 4 điểm hạ gục. Và với tốc độ đẩy trụ này thì Phoenix cũng dễ dàng lấy được cái trụ đầu tiên khu vực đường trên dành cho bên phía của IGP Gaming. Xoay bão búa, anh ta phải lui cho biết rất lực lao vào quyết định đổi mạng với Quang Hải. Anh ta sẽ làm được điều đó hay chăng? Đây câu trả lời đó là không. Anh ta hết chiêu nhưng vẫn còn cho mình là tốc biến, nhưng Play anh ta đuổi theo và đó là tình huống dướn sai đến từ Chobis. IGP Gaming là đội tuyển kiểm soát trụ đầu đối phương tốt nhất với 12 lần lấy trụ đầu và 75% tỷ lệ lấy trụ đầu. Tôi nghĩ rằng 25% còn lại có thể họ đến từ trận đấu với Team Flash. Nhưng bỏ qua đi, khả năng kiểm soát giai đoạn đầu trận đấu đến từ IGP Gaming tính thời điểm này vẫn khá là ấn tượng. Và tiếp tục là một trụ nữa dành cho bên phía của IGP Gaming với khả năng cấu trụ từ cả hai xạ thủ. Họ giải quyết những mục tiêu lớn, những công trình lớn nó tương đối nhanh mà thôi. Nhanh. Và đã có nhẫn đến từ Oma sẽ cho tình huống soi map tốt hơn và ngăn cản những pha ẩn sát được tạo ra. Đó là pha giật được rất hay của Goro, gỡ gạc lại một chút dành cho VC in the Dark. Lúc này thì lượng tiền họ đang kém đối thủ khoảng 2.000 tiền mà thôi. Taka rình rập ở đây, Taka biết được đối thủ của mình đang ở đâu nhưng dính cái bướm ảo vừa rồi và bị cấu đi khá nhiều máu. Lạc Lạc đang có cho mình tương đối nhiều sát thương với hai cái sách thánh được lên, và cùng với đó là một cái giày xuyên giáp phép. Thi đấu rất chủ quan đến từ Sun khi mà anh ta để cho đối phương dễ dàng lấy cho mình con rồng với chỉ một lần kích hoạt pháo đại đến từ Vi Deck trong tay của Goro. Nhưng đó một tình huống mà tôi nghĩ rằng là liều ăn nhiều đến từ Goro. Anh ta có một tình huống thi đấu tốt và giữ được thêm một chút lợi thế dành cho đội tuyển của mình. Ít ra là họ lấy được cho mình con rồng, nó cũng sẽ khiến cho ngưỡng sức mạnh đến từ ICP tạm thời bị chậm lại một chút. KA có cú ủn, anh ta với Superman có thể dễ dàng thoát lui. Anh ta còn quay lại để chơi tiếp. Quang Hải cùng với Blaze có lẽ không có tầm nhìn và có lẽ cũng sẽ không dám dồn sát thương vào đối thủ mình. Không, họ biết được rằng 4 người của bên phía IGP đang ở đây. Đó là cú bốc ngược trở lại KK tạo ra người Chubit, nhưng đây là cú điện giam chính xác, nó nhốt được hai người. Martin đứng ở đây nhưng Martin chưa kịp gây ra sát thương và Lạc Lạc có thể lui được khi quả cầu này nó sẽ không thể đuổi kịp Chrissy. Khu vực đường giữa KA có vẻ đang đuối máu rồi, anh ta không thể cân hai được nữa. Quang Hải bắt đầu bật ẩn sát, họ bắt đầu lấy trụ. Quang Hải băng vào, KA không dám lên phòng thủ. Chobit còn rất ít máu. Cái trụ này còn tương đối nhiều máu, nó vẫn đang bắn vào người Quang Hải. Quang Hải quay trở lại và lấy đi cái mạng của Chobit trong tình huống này. Chắc này câu trả lời đó là không, lấy được trụ rồi, đó là cú cào đến từ Martin. Tình huống rất cố gắng dướn hết mình đến từ In the Dark, và cuối cùng sau một khoảng thời gian khá dài mà bên phía của IGP Gaming điển hình là KA cũng như Chobit câu kéo thì họ cũng đã có cho mình cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa. Hiện tại khoảng cách về lượng tiền đang là hơn 2.000 tiền dành cho bên phía của IGP Gaming. Và tính tới thời điểm này thì IGP Gaming vẫn đang có một lối chơi kiểm soát khá tốt. Họ lấy được hai trụ bên cánh dành cho bên phía đội tuyển của mình. Nhưng đổi ngược lại thì In the Dark cũng có được trụ giữa. Tôi nghĩ rằng trụ giữa nó quan trọng hơn rất nhiều. Nhất là cái trụ đầu khu vực đường giữa sẽ giúp cho khả năng kiểm soát
tầm nhìn từ hai bên rừng của đối phương nó tốt hơn dành cho bên phía của Inter Đắk. Và Violet trong tay Goro thì đang lớn hơi chậm một chút, mới chỉ có lượng tiền là 3.200 mà thôi. Mới lên xong cho mình cái thánh kiếm, cùng với đó là cái giày kháng hiệu ứng. Trong khi đó đổi ngược lại thì Van Hên đã có xong hai món đồ lớn ngoại trừ giày rồi, đó chính là cái gươm sấm sét giúp cho tốc độ đánh cũng ném kích tiêu của Van Hên nó có tốc độ tốt hơn, tăng 25%. Cùng với đó là khả năng khống chế với cái áo choàng băng cũng đã có từ Daim, nó sẽ giúp cho những pha thả diều khiến cho siêu nhân siêu nhân là bên phía của KS. Đây là tình huống giao tranh khi có pha băng vào đến từ cú bão búa của Chubby được tạo ra mưa sao băng, cũng đã có Taka đứng lại quá sâu và anh ta đã nằm trước đó thì thả ra một cái địa giam nhốt lại được một người, nhưng nó không mang lại điều gì cả. KA anh ta băng vào, anh ta đẩy Martin ngược trở lại, và trong khi đó thì Daim anh ta lấy luôn cái trụ một cung đứng giữa này, bắn rất sát đến từ Daim. Anh ta có 5.000 mốt tiền rồi, lượng tiền nó còn nhiều hơn cả người trên rừng bên phía IGP Gaming, đó là săn nữa. Anh ta đã có cho mình những trang bị đủ sức để bắn lại đối phương, đó là áo choàng băng, đó là gươm sấm sét, và sắp tới sẽ là một món trang bị nữa để gia tăng khả năng gây sát thương chí mạng khi anh ta đang có cho mình một mảnh của găng tay rồi. Con rồng rất nhanh dành cho bên phía của IGP Gaming. Đồng ý, và sẽ tiếp theo nhanh thôi là con tần sinh ra khi mà một phút về trước thì nó đã xuất hiện rồi. Ở bên phía đường trên, Blaze giờ đây đang không có quá nhiều việc để làm, anh ta liên tục phải anh ta bị chặn đầu thì phải gặp những tình huống hỏi thăm đến từ các thành viên của bên phía IGP Gaming. IGP Gaming họ đang tỏ ra vượt trội hơn so với đối thủ về khả năng di chuyển của mình rất đồng đều, và như vậy là Sun đang hướng đến cho mình cái món đồ lớn thứ ba, có lẽ đó sẽ là song đao bão táp. Ở đây thì Martin bị làm choáng, Chobit anh ta sử dụng bão búa, Martin anh ta tốc biến ngược trở lại. Ở đây Blaze xuất hiện từ trong bụi, anh ta hất tung được người của Chobit. Daim anh ta đang được bắn trong pha này, đã có một sao băng của Lạc Lạc lấy được mạng của Blaze, Lạc Lạc bị hất vào trong trụ, trong khi đó Taka bị dồn sát thương. Daim lấy được mạng của Martin. Quang Hải đến, Quang Hải sẽ làm gì đây? Anh ta chỉ xóa sổ lính và lui mà thôi, mặc dù có hai bùa dưới chân khá lực, nhưng Quang Hải lại không lấy đi mạng của bất kỳ một thành viên nào của IGP, dù rõ ràng là Quillen nếu như có được một mạng thì anh ta sẽ được hồi chiêu ngay lập tức. Ẩn sát được bật, anh ta muốn vòng từ đằng sau lưng để phòng thủ, và anh ta cũng vẫn không thể lấy cho mình cái xe lính này. Cái trụ tiếp tục dành cho bên phía của IGP. Đường trên cũng chịu số phận tương tự, và đó là hai cái trụ liên tiếp. Quang Hải muốn bắt vào cây nhưng không thể, và bây giờ có lẽ anh ta sẽ là người chết thuê tình huống này. Quang Hải khá phế ở trong ván đấu này rồi, anh ta bị choáng bởi đó là cái chuông ném ra bởi Sun, cướp vào con bùa đỏ này đến từ 4 thành viên IGP, được giữ lại bởi Goro khá thành công. Nhưng bây giờ con tà thần xảy ra này nó sẽ mở ra những IGP họ chơi tương đối là chắc chắn, với lượng máu không phải là đầy đủ của Daim cũng như cho biết thì họ sẽ quay trở lại để shopping cho mình những con quái rừng này đã, rồi sau đó sẽ hướng đến mục tiêu lớn. Hướng đến mục tiêu lớn, xét về lượng tiền thì có vẻ nó là khoảng cách quá lớn rồi. Hiện tại IGP Gaming đang vượt trội hơn rất nhiều thứ trên bản đồ, nhưng Inter Đắk là một đội hình có thể hướng tới khả năng chơi về late game tốt. Nếu như họ nuôi được cho Martin cũng như là Goro thì hoàn toàn có thể gỡ gạc lại. Chobit băng thẳng vào giữa đội hình của đối thủ. Chobit quay cho mình bão búa, anh ta hồi lượng máu đáng kể. Lạc Lạc thì ta khép cóc những thành viên của đối thủ bằng cú mưa sao băng nữa, và Play băng vào quá sâu không thể quay trở lại được. Taka yếu máu, Taka đang lùi. Quang Hải bị làm choáng bởi KA, Quang Hải bị tấn công bởi Chobit. Goro sản xuất tương ngược trở lại, nhưng đây là tình huống bởi vì Inter Đắk họ đã lỗ người và họ buộc phải quay trở lại để cố gắng phòng ngự. Chobit cố tình lao vào cái bụi đó để ép đánh, và cuối cùng thì họ đã thành công cho việc là tổ chức giao tranh, và cú ép đánh đó vừa hạ gục được cái mạng của Play S, lại vừa giúp cho họ có được cho mình một khoảng trống đủ để an cho mình con tà thần xảy ra này không phải gặp những tình huống rình rập và cướp rồng, cướp tà thần đến bên phía của VC Nadab. Họ thành công cho tình huống giao tranh trên, và bây giờ thì họ có cho mình một mục tiêu lớn, đó là tà thần xảy ra. Tà thần xảy ra lúc này thì lượng tiền đã được giãn cách lên khoảng là gần 6.000 tiền dành cho HTVC IGP Gaming. Họ sẽ tiếp tục bóc đi những cái trụ chính xác là bậc thềm của bên phía Inter Đắk, khi mà lúc này cái thế trận nó đã không còn thuộc về bên phía Inter Đắk nữa. Họ đang bị đè nén rất nhiều ở thời điểm hiện tại rồi, hướng đến cho mình là con rồng, cũng như con rồng kẻ thôi, nhưng sau 4 phút nữa thì nó sẽ là con rồng bạo chúa. Tôi nghĩ là trận đấu này thậm chí nó sẽ không kéo dài đến thời điểm phút 15 đâu. Nói về khoảng thời gian đó tôi nghĩ rằng là còn lâu, vì trước mắt là khả năng chống chịu đến bên phía từ Inter Đắk nó vẫn còn đủ, với việc có địa giam, với việc có những vị tướng cấu rỉa tốt như là Lyanna hay Violet thì họ vẫn có thể phòng thủ được một đợt lính, ít nhất là tại thời điểm này sức chống chịu nó vẫn tốt, nhưng cần một tình huống mở giao tranh tốt để có thể phòng thủ đến bên phía của Inter Đắk. Bắn qua đầu Lục Trường Thanh ném vào cực kỳ khó chịu, và đây là tình huống địa giam nó nhốt lại con rồng cây băng đến cố gắng lấy đích mạng của Quang Hải, nhưng anh ta không thành công. Con rồng cùng với cái trụ vẫn đang đổi máu cho nhau, cho biết là người đứng bảo kê cho con rồng. Trong tiếng này Quang Hải ra để chém vào rồng, trong khi đó thì tấn công và lấy luôn cái trụ bậc thềm khu vực đường giữa đến từ 4 thành viên còn lại. Và họ đang có một con xe tiến vào ở cái trụ bậc thềm khu vực đường dưới, có được nó một cách dễ dàng, tiếp tục di chuyển lên khu vực đường trên khi mà thế lính đang ủng hộ IGP Gaming.
Có 5 người của bên phía Inzlap cố gắng phòng thủ cái trụ này, và đây sẽ là những cơ hội, những hy vọng duy nhất mà bên phía Inzlap có thể có lốc siêu thanh quá lợi hại để có thể ép góc băng vào đến từ Chobit. Tiếp tục tấn công vào đó là cây, khiến cho hai người bị văng ra cái trụ này, nó được giải quyết. Chobit băng vào làm choáng, và đây sẽ là tình huống mà Inzlap họ không thể làm gì được hơn khi mà IGP Gaming quá khỏe với những gì mà họ đang có, tấn công vào nhà chính, và tỷ số cuối cùng sẽ là 3-1 dành cho HTVC IGP Gaming. Rõ ràng là KA đã bù đắp được nhược điểm đến từ Oma là không thể mở giao tranh để ép trụ. KA có một tình huống ép vào tương đối quyết liệt và nó lùa được toàn bộ các thành viên của bên phía In The Dark vào tận trong tế đàn. Và điều đó tạo ra cơ hội để giúp cho hai vị xạ thủ còn lại bên phía của IGP Gaming, đó là Van Hen trong tay của Daim và Phoenix trong tay của Sun, được thỏa sức bắn trụ, từ đó tạo nên sân bay và kết thúc được In The Dark trong kèo đấu BO5 này. Một trận thi đấu tương đối thành công đến từ IGP Gaming, và qua đó họ tiếp tục củng cố được vị thế của mình trong top 4. Chính xác hơn thì IGP Gaming với chiến thắng 3-1 này họ đã vươn lên